À, thưa quý vị, trên tịnh thất của Quan Âm của Giác Nhàn có một cái sự việc là đầu tiên mở phòng vãng sanh. Thì khi mở phòng vãng sanh chưa xong thì Ni sư Thông Hoàng ở dưới Đại Ninh mới gọi lên nói: thầy Giác Nhàn, tôi có một vị đệ tử là sư cô Quảng Phước đã bị ung thư đường ruột giai đoạn cuối, bác sĩ đã chạy, bây giờ cô đang nằm ở trên cái cốc ở dưới Đại Ninh, thỉnh thầy xuống để mà hộ niệm. Thì Giác Nhàn nghe như vậy là đi xuống để hộ niệm cho cô sư cô Quảng Phước. Nhưng mà trong cái phòng đó nó nhỏ quá, vì vậy cho nên Giác Nhàn mới nói với ni sư là thôi giờ sẽ đưa sư cô Quảng Phước lên trên cái phòng vãng sanh của Giác Nhàn. Mới làm chưa xong, gần xong rồi mà chưa có ai mở hàng, thì ni sư mới bàn lại với các sư cô, quý sư cô quyết định đưa lên. Thì nghe vừa đưa lên, chiều hôm đó Giác Nhàn về cật lực làm suốt đêm cho xong cái phòng vãng sanh để sáng đưa cổ lên. Thì khoảng 3 giờ khuya ni sư mới kêu: thầy Nhàn ơi, cô Quảng Phước yếu lắm rồi, không biết có lên tới nơi không. Thì Giác Nhàn mới nói thôi để Giác Nhàn kêu Phật tử đưa xe 7 chỗ rước sư cô lên. Nếu mà lên nửa đường mà sư cô đi trên xe đó, nếu lên nửa đường mà đi trên xe đó thì trở về trên chùa và đem vô phòng vãng sanh niệm 24 tiếng rồi đem đi thiêu cũng không sao. Nhưng mà cũng rất là lo, nếu mà phòng vãng sanh khai trương mà mang người chết vô là nó kẹt dữ lắm. Về sau nó có cái huông đó là toàn bộ là cứ chết rồi mới đem vô phòng vãng sanh, thì không phải là vãng sanh mà sống vãng sanh nó mới là tuyệt. Đúng lời tổ dạy gọi là sống mà về với Phật chứ không phải chết. Thì trong lòng nó cũng lo dữ lắm, lo cũng giống như gia đình hôm nay lo cái vụ này nè, lo cái chuyện mà đưa cả một mấy trăm người vô ngồi đây. À, thầy hỏi cô Kim Sơn Phước có lo không? Cô kêu con không có lo mà con ngủ không lo lắm. Giới nhàn biết tổ chức một cái đạo tràng mà cho mọi người về thì lo ăn, lo ghế ngồi, lo trải thảm, lo pháp tòa, lo dựng rạp, cả một vấn đề nha quý vị nha. Hôm nay chúng ta được một cái rạp ngồi mát mẻ, ngồi trên ghế, và chút nữa nghe pháp xong được nhận quà, nhận kinh, nhận đĩa. Hôm nay Giác Nhàn mang ba cái đĩa xuất sắc xuống, đĩa mới tinh về Đại Tùng Lâm. Chiều ngày mai quý vị nghe giảng chỉ nhận được người con cái đĩa, đợt này ưu tiên cho người ba đĩa luôn ha. Chuẩn bị chút nữa cho ăn cơm nữa nhé. Thầy kêu thôi lo như vậy thôi, cho Phật tử uống nước nhịn đói đi về đi, cái gì thấy con lo nhiều quá thấy tội nghiệp. Gia đình kêu thôi để con cố gắng con đặt cơm để người ta mang đến để cho Phật tử ăn cơm trưa để lót dạ và nhớ đến cái đại thành này ha. Thì thưa quý vị, chúng tôi kể lại cái vấn đề đó là sư cô được đưa lên. Thì khi đưa lên thì Giác Nhàn là người ngồi bên cạnh sư cô, là sư cô Quảng Phước. Cái đĩa này cách đây là 4 năm. Đây là một mẫu chuyện mà ly kỳ hấp dẫn, đối đầu với người âm và người dương. Đầu tiên Giác Nhàn gặp cái ca này tương đối là xuất sắc. Thì thưa quý vị, trên đường trở lên đúng 4 giờ sáng. Khi trở lên như vậy là có ngồi ở sau cổ cứ thở lên và ngáp ngáp. Thầy Giác Nhàn gọi điện về nói với cô Phật tử là chế sâm sẵn đi, để về tới đó là đổ sâm vô để cho cổ khỏe lại để niệm Phật. Chứ còn nếu mà cổ yếu quá, cổ lên cổ chưa niệm Phật để mở hàng cái phòng của thầy mà cổ chết đi là nó kẹt dữ lắm. Thì mấy cô cũng pha sâm pha đồ lên tới nơi thì đổ sâm cho cổ vô, thì cổ uống chập cái rồi cổ tỉnh lại. Thì khi cổ tỉnh lại thì Giác Nhàn bắt đầu mới lên chương trình, đó là ca đầu tiên
có phòng vãng sanh chính thức và hộ niệm cho cô. Thì hộ niệm được khoảng 7 ngày. Mà đặc biệt cô này có niệm Phật có kết quả là cô quên cái đau ung thư đi, đau lắm. Và xin thưa là đi cầu ra máu và đi tiểu ra máu. Rất là đau đớn. Và khi cổ lên, cổ ngồi như vậy, cổ niệm Phật rất là tốt. Nhưng mà ở dưới cái thất riêng của cổ niệm không được. Vì sao? Vì không có ban trợ niệm, cho nên cổ niệm không trôi, cổ niệm không nổi. Nhưng mà khi lên trên phòng vãng sanh, treo Phật xung quanh và có ban hộ niệm thì cổ niệm rất tốt. Nên nhớ chỗ này. Nếu lúc lâm chung quý vị đau đớn, quằn quại, khó chịu trong người, tinh thần đang hoang mang, mà một mình quý vị đối chọi lại với cái căn bệnh nghiệp lực này và với oan gia trái chủ, những loài thú mình giết nó, mình ăn nó, những hương linh oan gia trái chủ, thì dám chắc là quý vị không đủ sức để mà đối chọi lại và không đủ sức để vượt qua. Chỉ những hàng tổ đầy đủ nội lực công phu, biết trước ngày giờ tự tại bản sanh, thì có ban hộ niệm cũng được mà không có cũng được. Cỡ như Giác Nhàn và các vị á, thì phải cầu cứu ban trợ niệm. Chúng tôi nói chân thành, điều này bắt buộc phải có. Còn chỉ hàng tổ lúc lâm chung thì mới tự tại vãng sanh. Nhưng các vị vẫn kêu các đệ tử của mình đến để mà hộ niệm, cùng niệm Phật để ra đi, để các vị đó thấy được cái sự vãng sanh là sự thực. Và có Phật A Di Đà rước, chứ không phải là cảnh giới huyền thoại, cảnh giới huyền ảo và nhân vật Đức Phật A Di Đà là không có. Lắng nghe nha. Không biết sao tự nhiên đến đây thấy gia đình cung kính với Phật tử ngồi trang nghiêm cung kính, trong người nó cảm xúc dữ lắm. Nhất là trong cái buổi giảng mà có Đức Phật A Di Đà đứng trên đầu Giác Nhàn nữa, thôi tuyệt. Đây là cái hội trường cũng như là cái pháp tòa lần đầu tiên mà Giác Nhàn thấy rất là trân trọng, đơn giản, trang nghiêm, mà thấy tấm lòng của gia đình trân quý quá. Vì vậy khi mà tấm lòng của quý vị trân quý và thành kính nhiều thì cái tâm của Giác Nhàn cũng thành kính lại với quý vị. Cho nên nó xuất sanh ra những cái lời chân thật, và quý vị nghe nó sẽ rất là dễ cảm và đi vào lòng người. Vì Giác Nhàn giảng là không có soạn bài trước, lên trên này Phật gia hộ như thế nào thì Giác Nhàn sẽ giảng như thế đó. Thưa quý vị, được một tuần sau thì không đi tiểu ra máu, không đi cầu ra máu, là sư cô Quảng Phước này mới nói rằng chắc trong vòng nửa tháng nay mình đã bị như vậy, là bây giờ trong người mình nó hết máu à. Thì con hỏi thưa thầy, trong người con chắc nó hết máu rồi cho nên con không có đi ra máu nữa. Giác Nhàn nói con hết máu làm sao con sống được. Có nghĩa là không ngờ, không ngờ niệm Phật cầm máu. Và tự nhiên khi khai thị đến câu này là cổ có niềm tin. Cổ nói như vậy là cái công hiệu của danh hiệu Phật bước đầu đã chuyển ung thư, và đường ruột nó đã bị lỡ hết, và nó đi rỉ máu theo đường ruột đi ra đường đại tiện và tiểu tiện. Chưa khi nào Giác Nhàn nhớ đến cái mẫu chuyện của sư cô Quảng Phước, và trong người nó có cảm xúc kể cho một đạo tràng nào nghe cái vấn đề này. Vì cái đề tài này là âm siêu dương thới, hay nói khác hơn là hộ niệm cho người dương mà độ được phần âm. Thì một tuần sau thì cổ thấy trong người cổ bớt và khỏe ra, và gương mặt của cổ nó sáng ra. Và đặc biệt của cô này khi ngồi niệm Phật là không biết ai bên cạnh, chỉ thấy Đức Phật A Di Đà với mình thôi, ngoài ra không thấy người bên cạnh, ai hỏi ai nói cũng không biết luôn. Nhập tâm đến mức độ đó. Chứ còn quý vị còn niệm Phật mà còn bị phân tâm, cái định lực niệm Phật chưa xong. Mà sở dĩ được cái định lực này là cái thần chết nó đến với mình kề quá rồi, tử thần đến với mình quá kề rồi, cho nên bây giờ không còn kịp thời gian nữa. Vì vậy cho nên là quyết liệt niệm Phật, không còn biết chuyện gì bên cạnh nữa.
Cô niệm một tuần sau rồi không biết lý do làm sao cô không chịu niệm nữa, ngồi gục mặt xuống. Thì sư cô Hương mới chạy lên mới nói: thầy ơi, chạy lên cốc cô Giác Nhàn nói: thầy ơi, giờ cô Quảng Phước không chịu niệm Phật rồi đi về. Giác Nhàn hỏi: gì lạ vậy? Thì Giác Nhàn đi xuống, từ trên thất đi xuống á, thì thấy cổ ngồi cô đang pha sữa. Giác Nhàn hỏi: ủa sao cô không niệm Phật mà cô được đi về? Cái nhìn lên thấy Giác Nhàn cái gục mặt xuống như vậy. Nhưng mà hai lon sữa, một lon sữa Ensu với một lon sữa bò, nhưng mà thấy sữa Ensu ngon hơn cho nên dỡ cái loại ly lon sữa Ensu lên là pha sữa Ensu uống chứ không có sao pha sữa bò. Mà cái người này không phải là cô Quảng Phước mà một đứa bé 16 tuổi nhập vô. Giác Nhàn nói: hỏi ai vậy? Nói: thầy nghe, kêu con á, thầy không biết đâu, con ở sau lưng cái chùa thầy trên cái núi voi đó đó, là con ở trên đó do cái ông tắm cộp á, ông đưa con về đó. 16 năm nay con không ăn uống được cái gì hết, hôm nay nhờ cậu của cô này là ông Nghiêm Giác đưa con xuống dưới chùa thầy á, con đói quá, con thấy sữa Ensu ngon quá, con pha con uống. Nhân nhà nghĩ trong bụng kêu ma mà nó cũng biết ngon sữa dở. Thì Giác Nhàn mới hỏi rằng tổng cộng bao nhiêu người. Kêu: thưa thầy, tổng cộng là đưa xuống đây 16 người, con với lại 15 người. Hôm nay con xuống đây con đói lắm, và trong mười mấy năm không ăn uống được. Ông tắm cọp, ông ở trên đó, ông không có cho đi đâu. Nhờ ông cậu của cô này là cô Quảng Phước này là Nghiêm Giác đó đó, ông đưa tụi con xuống đây. Nghe chuyện như trong mơ, trong phim phải không? Nói giờ con nổi da gà nè. Bây giờ thầy cho con ăn và thầy cho con quy y, thầy cho con ở đây. Chứ nếu mà con về lại trên đó là ổng quýnh chết luôn, ổng treo cổ. Thì Giác Nhàn nói rằng thôi bây giờ sẽ cho 15 người ăn nữa, nhưng mà nói cho thầy nghe là những người trên đó là như thế nào và tổng cộng bao nhiêu người. Họ kêu là 2.500 vị đang ở sau lưng cái chùa của thầy, gọi là núi voi, do ông Tám Cợp cũng quản lý. Mà bây giờ họ ở trên đó, họ đói khát, con xuống đây được, mong thầy quy y cho con ở đây và con tu hành ở đây. Thì Giác Nhàn kêu được. Bây giờ đọc tên từng người, lấy giấy ra viết. Thì kêu mấy chú cầm cuốn vở viết. Họ kêu người thứ nhất tên là Cổ, đọc tên của Cổ, nhưng mà 4-5 năm Giác Nhàn quên tên rồi. Người thứ hai đọc tên từng người từng người. Đầu tiên mình đối diện sư cô Quảng Phước, qua trung gian sư cô Quảng Phước mà gặp Hương Linh, người nó cũng hơi rung nổi da gà, nói trong bụng biết nó nhập vô mình không ta. Mà mình nghĩ rằng mình tu hành đệ tử của Phật thì chỉ có Phật rước mình thôi, chứ ai mà rước ai mà nhập mình được. Đó, bởi vì lúc đó đầu tiên thấy nó cũng lạ lạ. Ý Giác Nhàn nói đến đây cho quý vị biết là người chết không có mất á, mà mình lo cho người chết người ta được siêu sanh á, thì cái phần dương mình đã được thanh thới, gọi là âm siêu dương thới mà. Thì đọc tên người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Thì người thứ tư nói cái gì không biết. Thì cái đứa bé 16 tuổi nhập vô cô Quảng Phước nói rằng: nói lẹ đi, đói bụng quá rồi còn giỡn nữa. Trời, mình nghe mình nổi da gà nữa chứ. Không thấy, mắt mình không thấy, nhưng mà mình qua trung gian của cái xác của Quảng Phước và qua trung gian họ nói chuyện thôi. Thì đọc đúng 15 đứa, thì kêu thôi đọc xong rồi đó, bây giờ thầy cho ăn đi. Hỏi giờ muốn ăn cái gì, thì kêu chỉ có mì gói là lẻ nhất. Thì Giác Nhàn kêu nhìn vô bên trong, kêu kìa, bên trong có mấy gói mì gói để dành cho mấy Phật tử với quý sư cô để mà tối hộ niệm chế ăn á. Nó kêu không, con đi xung quanh chùa thầy rồi, con thấy mì gói ở dưới chùa thầy nhiều hơn ở đây. Đây cho người ta đi, mì gói dưới kho thầy nhiều lắm. Trời, mới vô mà dạo vô kho mình rồi nghe. Giác Nhàn kêu sao con thấy? Kêu con đến chùa này thầy con dạo một vòng vô kho rồi, bởi vì đói quá dạo vô bếp trước rồi. Thấy mì gói ngon lắm mà bây giờ không biết cách sao đây. Rồi mang mì gói lên. Mà mì gói lên thì nó kêu thầy phải chế trước cho con ăn. Kêu không được, cô Quảng Phước mấy hôm nay cả nửa tháng không ăn, thì bây giờ nếu mà con ăn vô như vậy là nó lủng luộc cô Quảng Phước sao. Kêu không,
cái thế giới của con ăn lạ lắm, mượn cái miệng của Quảng Phước cho trong bụng con không có gì hết trơn á. Chút nữa cổ tỉnh dậy rồi cô thầy hỏi cổ thử có gì trong bụng không, cổ nó không có cho coi. Kêu đúng là ma thuật hay dữ ha, giỏi ha. Kêu rồi cho ăn. Thì họ nói sao mình nghe vậy, chế tô mì vô. Tôi kêu trời ơi ngon quá, 16 năm nay mới được ăn, ngon quá. Hửi 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 cái hơi xong kêu mày ra kia kìa, mày ra kia chút nữa thầy chế cho mày ăn, chứ mày dành cái gì để tao ăn trước. Nghe mình ớt. Xong rồi chế vô, xong ăn uống, ăn xong liếm 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 cái tô, kêu ngon quá. Thì trong lúc ăn vậy là Vấn Nhàn mới đi ra ngoài, lúc đó chưa có cái chánh điện mới, lấy một cái bàn, bàn bằng gỗ, bàn lúc đó cái chân nó lèo xẹo, xiên xẹo lắm. Để cái bàn đó lên là làm 15 tô, lấy khoảng 3 bình thủy nước, đọc từng người, kêu không có được dành nha, Vấn Nhàn nói chơi chơi vậy đó. Lâu quá đói không có được dành nha, chế tên từng người, đọc tên từng người luôn. À, kêu bây giờ ăn xong rồi thì như vậy là vô chánh điện ngồi đợi thầy ra làm lễ quy y. À, nói chuyện chả có ai nói mình chắc người ta tưởng mình điên hay sao không biết. Mắc cười lắm. Mấy chú đệ tử mới nhìn cái miệng này nó mắc cười à. Bây giờ không có ai trơn mà nói chuyện. Nhưng mà cái người mất mà không nhập vô đó thì ăn bằng cái hơi, họ hưởng cái hơi cái là họ thấy nó khỏe và no. Còn cái cô kia vô sát rồi là phải ăn luôn bằng cái miệng, mượn cái miệng cô Quảng Phước ăn. Thì như vậy là khi mà ăn vô xong hết rồi thì vô gặp như vậy là cái cô mà 16 tuổi đó nói thưa thầy, còn ông cậu đang ngồi bên cạnh muốn nói chuyện với thầy. Anh kêu rồi được, bây giờ con lên chánh điện ngồi đợi đi. Là tổng cộng 16 người, còn lại ông cậu là chú Nghiêm Giác, sao vô đây. Thì khi nhập vô kêu con là Nghiêm Giác, cậu ruột của cô Quảng Phước. Từ khi mẹ cổ mất là con thấy cổ tội quá, con vẫn chưa được siêu, con mượn cái xác cổ đi xuống gặp thượng tọa Tội Châu quy y cho con và xuất gia luôn, cho con là pháp danh Nghiêm Giác. Và con theo cổ trong thời gian mấy năm nay, và coi như bệnh tình của cổ bây giờ bác sĩ bó tay thua rồi, nhưng mà mấy lần con cũng dắt cổ đi thi bằng lái xe Honda. Ôi trời ơi. Bởi vì cổ thi thi lý thuyết rồi cổ không thuộc bài, bởi vì cổ tu cũng không có học bài được. Con chạy qua con nhìn người ta rồi con đóng dấu, đánh dấu, nói chuyện người thấy lạ quá. Cuối cùng đậu lý thuyết rồi đó, rồi con xuống con cũng nhập vô cổ chạy thực hành. Chạy thực hành Honda xong rồi cổ ngồi đóng đó, con đi ra khỏi rồi á, là sư cô Hương cũng kể lại là mấy ông công an hỏi cô đi đâu, kêu tôi đâu biết đi đâu đâu. Cuối cùng người ta cũng cấp cái bằng lái xe cho cổ, là cái ông đó ông đi thi á. Những chuyện này là mắt thấy tai nghe nha, và nói chính xác 100% đó. Và sau khi nói chuyện với ổng xong, ổng kêu thưa thầy, trên cái núi đó bây giờ còn lại là 2.500 người, cộng với mấy người này nữa là đủ 2.500 người. Nếu chiều hôm nay thầy đồng ý thì con sẽ cho mấy người đó xuống dưới chùa và gặp thầy, thầy sẽ cúng phải quy y cho họ. Nhưng một số người đi trước với ông Tấm Cọp. Thì Vấn Nhàn kêu thôi vậy đồng ý. Và chiều mời quý sư cô là thầy Ni Sư Thông Hoàng, một số quý ni sư á, là mời lên để mà chứng kiến cái cảnh này. Thưa quý vị, khi mời lên như vậy là gặp quý ni sư xong rồi là ông cậu nhập vô mới nói rằng bây giờ người ta đứng ngoài cổng ngõ. Thầy mới kêu diễn tả cho ông Tấm Cọp cho thầy coi. Diễn tả là ông râu dài màu trắng, râu màu trắng dài, và diễn tả xong thì Vấn Nhàn đồng ý. Và buổi chiều hôm đó đồng ý quy y cho họ luôn. Và chiều mỗi buổi chiều cúng cho họ. Thì khi mà quy y á, thì không biết làm sao mà con người nó nặng y như là mình muốn sụm xuống vậy đó. Và chiều hôm đó ai tụng kinh cũng buồn ngủ hết trơn, bởi vì họ xuống đông quá. Thì như vậy quy y đồ xong hết cho họ xong, và hứa hẹn là mỗi chủ nhật, mỗi buổi chiều xuống cúng cho họ ăn, và mỗi chủ nhật có Vấn Nhàn lên giảng và cúng nhiều hơn. Thì cô Quảng Phước niệm tiếp cho đến 2 tuần nữa nha, thì cổ thấy cái ruột của cổ nó trong vắt như là cái bóng đèn. Và cổ thấy một ánh sáng bên ngoài chiếu vô trong cái ruột của cổ. Cổ nói ố, cái ruột mình nó sáng như vậy, nếu mà mình nó trong suốt như vậy mình ăn vô người ta thấy cơm trong đó hay sao ta. Thì khi mà nhìn vào bên trong như vậy, cổ thấy cái ruột của cổ nó trong suốt như pha lê. Thì khi cổ thấy như vậy rồi, cái là cổ tỉnh lại, là con người cổ nó rất là hoan hỷ. Thì khi cổ hết sức hoan hỷ như vậy là đến 21 ngày,
ba tuần là cổ khỏe lại và mặt mày hồng hào, cổ lên cổ chào và ra khỏi phòng vãng sanh về nhà, gọi là đầu tiên cái ca mở hàng hết bệnh ung thư chứ không phải là vãng sanh. Thầy riêng quý sư cô mừng lắm. Cái đĩa đó 4 năm về trước hình như trong này cũng có người coi đúng không? Sư cô Quảng Phước. Có người coi. Nhưng mà không có diễn trình nói rõ như vậy. Thì khi ra về là được sư cô Ni Sư Thông Hoàng lên cảm tạ và đứng có làm cái đoạn đĩa này. Thì Giác Nhàn có phát ra lúc 4 năm về trước. Thì đặc biệt mới lên á, nhìn mặt mày cổ nó rất là buồn bã và cổ khó chịu lắm. Nhưng 21 ngày sau khi cổ hết rồi đó, gương mặt cổ nó hồng hào mà đẹp lắm. Thì Giác Nhàn mới nói rằng những người khác thấy cô hết bệnh rất là mừng, nhưng mà Giác Nhàn rất là buồn. Cổ hỏi làm sao vậy? Vì cái lúc trước khi cổ đi á, thì cổ kêu đáng lẽ cổ mất cho nên gia đình gom cho được 16 triệu để đưa cho Giác Nhàn để làm lễ hỏa táng thủ thiêu đó mà. Thì cô kêu thôi giờ con không có mất thì con cũng cúng dường cái tiền này cho thầy. Thì Giác Nhàn kêu thôi, Giác Nhàn không có lấy. Thì cô chào cô ra đi như vậy. Thì Giác Nhàn nói Giác Nhàn buồn lắm. Cô hỏi làm sao vậy? Kêu cái phòng này cái phòng vãng sanh chứ không phải cái bệnh viện. Cô nhìn nhìn Giác Nhàn cô nói thì bây giờ con hết bệnh rồi, con niệm Phật rồi, con cũng vãng sanh. Thì từ từ chứ thầy làm gì nôn dữ thầy. Giới nhàng kêu không phải là nôn, mà gặp cái ca ung thư này là ngon lắm. Cái ca ung thư này mục đích người ta muốn làm cái phòng vãng sanh để vãng sanh, mà cũng như là hết bệnh thì nó thành cái huông. Khi nó thành cái huông cái vô đây cái hết bệnh, vô đây cái hết bệnh, cái mấy nhà thương kiện chết á. Thì cuối cùng có kêu thôi thầy cũng quan hỷ, con hết bệnh được rồi, con về con nhất tâm con niệm Phật để biết ngày giờ vãng sanh, con lên chùa thầy để con tự tại vãng sanh. Kêu nói vậy được á, nói vậy đỡ buồn chút cho 21 ngày, ngày đêm thầy trò người ta niệm Phật, bây giờ xách gối đi về không có vãng sanh, hụt hẳn. Thì thưa quý vị, đây là cái ca đầu tiên mà hộ niệm cho người dương là cô Quảng Phước, mà giúp được 2.500 người về chùa quy y. Quý vị thấy đặc biệt không ạ? Rồi chưa xong. Ông Nghiêm Giác này, ông thấy thầy có cái tâm như vậy cho nên ông cũng thích quá. Ông đi xuống đâu ở dưới gần đèo Ngoạn Mục, tức là cái đèo sông Pha, đèo Sắn Ốc, từ Đà Lạt đi xuống Nha Trang phải đi ngang qua căn đèo đó, cái đèo đó. Thì ông muốn đáp đền cái ơn của thầy hay sao không biết. Thì ông xuống dưới đó xong, quý vị biết ông làm gì không? Ông vô cái trại lính. Cái trại lính của ông Bảy Giao, tên Bảy Giao nữa, ngăn tám cột Bảy Giao. Thì ông kéo lính được mấy người về, nhưng mà vô đó bị ông Bảy Giao ông bắt. Ông hỏi ông ở đâu, kêu ở chùa thầy Giác Nhàn. Ông kêu ông dắt về tôi coi thử mặt mũi thầy Giác Nhàn sao mà dám đi xuống để bắt lính tôi. Cuối cùng về thì tối thứ bảy Giác Nhàn kêu thầy phó chủ trì, bữa lúc đó là thầy Nhuận Thành xuống, thì gặp nói chuyện kêu cái ông này nè, ông đi xuống ông kêu lính tôi là về tỉnh Thất Quan Âm để quy y tu hành, ông bắt lính tôi cho nên thành ra tôi định lấy súng bắn ông bể đầu. Nhưng mà tôi về lại chùa thầy tôi coi thử ông chủ trì là ông nào, bây giờ kêu ông chủ trì xuống đây. Cái cuối cùng mấy cô gọi Giác Nhàn kêu thôi, Giác Nhàn mai giảng là chủ nhật rồi, thầy Nhuận Thành xuống đi. Thì thầy Nhân Thành xuống nói chuyện với họ xong thì cuối cùng là ông kêu thôi tôi thấy thầy có đức độ, nhìn mặt thầy cũng có tu hành, tôi chưa thấy ông chủ trì làm sao, để ngày mai ông chủ trì lên giảng tôi lên tôi coi mặt mũi ông thứ sao mà dám kêu cái ông này đi bắt lính tôi. Thì kêu thầy chủ trì không có khi nào kêu, cái này là cái tự nguyện của ông này ông đi. Thì cuối cùng nói chuyện xong hết là ông kêu thôi tôi đồng ý tôi tha ông này. Rồi bắt đầu ông hỏi ở đây tu hành sao, thầy Nhuận Thành mới nói muốn về đây là phải quy y Tam Bảo, quy y Đức Phật Di Đà và thọ năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu. Ông kêu không, cái giới nào tôi giữ được, giới nào tôi cũng giữ được, mà riêng cái giới ăn cắp là tôi không giữ được. Hỏi sao vậy? Kêu ở dưới chợ người ta bán cái trái cây đó hoặc cái đồ ăn đó, đáng lẽ là 2 ngày cái trái cây đó hoặc là 5 ngày cái trái cây đó nó mới héo, nó mới hư ở bên trong, người ta không ăn là nó hư. Mà tôi xuống đó tôi hửi cái trái cây đó thì trong vòng thế gì 5 ngày hư, mà chỉ có 2 ngày là thối ruột bên trong à.
Tôi ăn cắp cái kiểu đó không ai biết hết trơn á. Bây giờ là nó phạm giới ăn cắp, tôi không có quy y được, không thọ gì trì năm giới được. Và Nhuận Thành mới nói nếu vậy thì tôi sẽ, lúc ăn cơm tôi sẽ hồi hướng, tôi mời ông đến, ông hưởng trước, tôi cho ông hưởng trước á, ông ăn đó. Như vậy thì ông giữ được cái giới này rồi, ông ăn được rồi thì ông đâu còn đi ăn bên ngoài, ông kêu được. Vậy thì cho tôi quy y luôn, nhưng mà để ngày mai tới có đạo tràng đi, thầy nhàn trụ trì sẽ quy y cho. Thì ông kêu trên này tu tập sao nữa, kêu mới tụng kinh vô lượng thọ. Rồi nói ông muốn tụng kinh vô lượng thọ thì sao, thì ông kêu thầy cho tôi cuốn, hỏi giờ ông làm sao tôi cho, kêu thầy đốt đi là tôi nhận được. Lạ kỳ ở chỗ này. Thì qua ngày hôm sau Giác Nhàn xuống giảng thì thầy Nhuận Thành có nói cái việc này, thì Giác Nhàn mới ngồi nói chuyện, nói là thưa ông Bảy Giao, không thấy mặt đâu mà cũng thưa vậy. Hôm qua, tối hôm qua là thầy Nhuận Thành xử án, nói xử án là cái chuyện của ông Nghiêm Giác với tiện của chú, nhưng mà thầy thì không có suối đi, nhưng mà ông Nghiêm Giác này ông đi mục đích là ông đưa người về tu hành, chứ không phải ông bắt cái lính ông mà đi làm tội ác, làm tào lao, làm tụm bậy, cho nên ông cũng thông cảm. Thì Giác Nhàn mới ngồi nói chuyện phân trần cho họ hiểu xong thì cũng làm một cái lễ quy y. Thì đặc biệt Giác Nhàn mới gặp cô sư cô Quảng Phước cách đây khoảng 2 tuần, cô có một cái cốc riêng. Thì cô mời xuống dưới cái đạo tràng của cổ, và cổ có một cái nhà nhỏ nhỏ, cổ với sư cô đó ở cách chùa mình khoảng 30 cây số, từ dưới này đi lên là tới cái cốc cổ trước gọi là Đại Ninh á, xong mới lên tới cốc trên chùa mình, mới tới tỉnh thất mình. Thì Giác Nhàn mới hỏi sư cô Quảng Phước hôm nay làm sao, hôm nay chú Nghiêm Giác ông cậu còn nhập nữa không? Ông kêu không, từ khi mà ông nói ông vãng sanh á là ông đi luôn, đến bữa nay không ai nhập nữa hết, và thấy cổ bữa nay rất là khỏe. Đây là sư cô Quảng Phước là người đầu tiên mà chúng tôi hộ niệm cho cổ ra đi, nhưng cổ không đi, nhưng mà cổ lại hết bệnh, bây giờ cổ rất là khỏe, và cổ niệm Phật với tụng kinh vô lượng thọ rất tốt. Hiện giờ cổ với sư cô Hương đang ở tại một cái thất gần tỉnh thất của mình. Thì thưa quý vị, trong thời gian 20 phút qua, Giác Nhàn đã kể một cái mẫu chuyện cho quý vị biết rằng hai cái điều mà Giác Nhàn rất tin tưởng và đang tiến hành để làm, đó là cái việc giúp cho những người dương lúc gần lâm chung. Chính giúp cho những người dương lúc gần lâm chung là mình độ luôn cho phần âm, vì phần âm sẽ đến với những người lúc gần lâm chung để đòi nợ. Nếu người đó là oán thù thì họ đến họ sẽ đòi nợ, không cho mình niệm Phật. Nhân cái tiện này mình niệm Phật hồi hướng cho họ siêu sanh luôn. Còn nếu người đó là người không phải là oán mà là ân nhân với nhau, họ ở một cái nơi nào đó, ví dụ như là mình xây một cái mồ quá lớn cho gia đình của mình, cha chồng anh em, mà người đó không siêu thoát được, người ta chấp nơi cái mồ đó. Có một vị Phật tử đó, gia đình rất giàu, xây cho một người anh của mình một cái mộ cách đây 5-6 năm mà mấy trăm triệu là nhiều tiền lắm. Và cái mộ này làm đẹp cực kỳ, vì gia đình quá giàu có điều kiện. Và vì như vậy cho nên có những người buổi chiều vừa sụp mặt trời xuống chiều, người ta ra thắp nhang thì thấy ông ngồi tại nấm mộ một mình, rất là cô đơn, cô đơn lắm. Nếu giả như mình thiêu, mình đem vô trong chùa, họ ở trong chùa thì nó đỡ cô đơn hơn. Ngồi quầy đồng khô cỏ cháy, lạnh lẽo, một năm mới đến cúng, lâu lâu mới thắp cho một cái nhang. Và có nhiều người rất tội là gia đình người khác thắp nhang mà mình thèm cái khói nhang mà không ai đến thắp. Thế mà có những cô nói rằng ông chồng con ông nằm đó, vài bữa con phải ra đó con nằm. Có những người ân nhân với mình, người chồng, người cha, người anh, người chị mà chưa siêu thoát. Có những người 20-30 năm. Và có những nhà ngoại cảm thấy người đó 30 mấy năm, 100 năm vẫn còn chấp nơi cái đấm mồ đó. Người ta không rời khỏi cái xác. Cho nên Phật, cái thị hiện của Phật rất tuyệt vời là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài nhập diệt là Ngài đi thiêu liền, đem cái xá lợi đó phân phát cho các nơi. Và các vị xá lợi Phất
Mục Kiền Liên, A Nan, Phú Lâu Na, toàn bộ các vị A-la-hán đều thiêu để lấy cái xá lợi đó, cho mọi người biết rằng là đem cái xá lợi đó là một phần của thân thể Ngài đem về thờ, và cho mọi người biết rằng đừng có chấp nơi cái xác giả tạo này, nó đất nước gió lửa, cho nó trả về với đất nước gió lửa. Xương thịt mình là đất, nước miếng đây là nước, hơi ấm là lửa, hơi thở là gió, gọi là tứ đại đất nước gió lửa, trở về cho tứ đại. Khi mình mất, nước này trả về cho nước, hơi ấm trả về cho lửa, hơi thở trả về cho gió. Còn đất này nè, là xương thịt này nè, đi thiêu rồi rải đi, bố giác nhàn, đem lên lò thiêu thành phố Đà Lạt, thiêu xong đem lên gốc cây, rải nấm tro đó rồi xong. Làm như vậy có tàn nhẫn không? Không. Vì sao? Giúp cho người đó không chấp nơi cái xác thân, không chấp nơi nấm mồ. Điều này là chân lý nha, chứ không phải mình áp đặt. Dĩ nhiên giác nhàn nói cái quan điểm của giác nhàn, còn quý vị về thiêu hay chôn là cái quyền của quý vị, đúng không ạ? Nào, thì như vậy trở lại vấn đề. Khi một người mà mình đem họ ra, mình chôn nơi đó, thì họ chấp nơi cái nấm mồ và khó siêu thoát, rất khó siêu thoát. Nếu mình thiêu họ và đem cái tro này, một là để chùa, hai là mình rải xuống sông xuống biển, hoặc là bụi là tro, tro là đất, trả về cho đất. Đó là quan điểm của chúng tôi. Như vậy cái vấn đề khi mình hộ niệm cho một người ra đi, nếu mà chưa ra đi thì mình độ cho được những cái hương linh mà oán thù, người ta đến người ta báo oán. Chút nữa chúng tôi sẽ kể những cái hương linh đến báo oán. Cái hương linh mà nãy chúng tôi kể cho Quảng Phước, đó là ông Nghiêm Giác, là người cậu, là ân nhân đến giúp cho cỏ, đúng không ạ? Nếu người ân nhân là người hương linh mà đã mất ngoài bãi tha ma rồi, mất bên ngoài mồ mả rồi, mà mình tiếp tục cái xác của mình đem xuống đó mà không biết cái phần hồn của mình, cái tâm thức của mình lúc lâm chung mình có được tự tại bản sanh hay không, hay là trong 49 ngày mình được đi thầu thai làm người hoặc sanh lên cõi trời. Nếu làm người là mình biết giữ năm giới, nhớ nghe: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Đây là năm nguyên tắc để trở lại làm người. Nếu quý vị mà phạm một trong năm giới này thì cái phần mà làm người của quý vị không có cơ may để quý vị thành. Quý vị có thể thành người lại. Ví dụ như là giới tà dâm, một vợ một chồng được, nhưng mình có khởi niệm lan chạ với vợ người khác là phạm giới tà dâm, thân làm người coi như bị mất. Tuy rằng mang thân làm người này, nhưng mà cái phước làm người đã hết. Chúng tôi giảng là nó thực tế lắm nha. Có nhiều người nói thầy Nhàn ông nói nghe sợ quá, nhưng mà cũng khoái nghe. Ông ra những cái đĩa, những cái chú đó cái chân nó sưng to, ung thư xương á. Cái cô đó cổ mang về, cổ chiếu ra đó. Mà bên Canada, ông chồng vừa lấy trên mạng vô lượng thọ.vn trang web vừa xuống xong, bà vợ bà tưởng cái đĩa nào, hai vợ chồng đang ăn cơm mở ra. Ông chồng đó, tôi nói bà tắt liền, nó gốm quá, để tôi ăn cơm xong đã. Mà ông nhìn vô, ông ăn hết nổi luôn. Có nghĩa là cái nghiệp quả nó đến khiếp khủng quá. Là cái hộ niệm, cái ca, cái chú mới tức thì đây là Nguyễn Văn Công. Bữa nay cũng cho quý vị cái đĩa đó, tối về xem ha. Thì cái vấn đề trợ niệm, thứ nhất là mình giúp cho những cái người oan gia trái chủ được cởi mở, và giúp cho những người ân nhân, những người thương luyến mình, những hương linh á mà người ta mất rồi đó, cũng như là vợ chồng hoặc anh em thương nhau quá đi mà mình chưa có mất, mà người mất rồi là người thân với mình, họ chưa siêu thoát, họ đợi mình. Có cái tình trạng này, họ đợi mình khi mình bỏ báo thân này đi với họ về một cái nơi họ đang ở là một nấm mồ đó. Ví dụ như ông chồng ông mất rồi, ông chưa siêu thoát, ông thấy quý thầy ban hộ niệm đến hộ niệm để đi về cực lạc. Ông kêu ở đây một mình ông buồn quá, ông đến ông ngăn cản, ông không cho niệm Phật. Mà cái lực ông ngăn cản không nổi, cho nên ông buồn quá.
thì nhân tiện đó mình khai thị cho cái hương linh đó cùng vãng sanh luôn. Nhớ chỗ này không ạ? Độ được ân oán của các vị hương linh đó. Biết đâu mình thương ông chồng quá, ông chồng ông chết mà mình không niệm Phật, không có ban hộ niệm. Ông chồng đó ông xuất hiện, mình ngáp ngáp, ông kêu em theo anh về quê ngoại. Chết rồi nha. Chắc chắn nếu không có ban hộ niệm, không có thầy khai thị, là các vị ân và oán đó họ sẽ đến dắt quý vị đi. Và mình đi theo cái quỹ đạo đó, không biết mình đầu thai để đi đâu, không biết đi đâu, không biết làm gì, chết ngay quý vị nha. Vì vậy bây giờ mình sáng suốt, mình biết rồi, lúc lâm chung mình chỉ niệm Phật A-di-đà và chỉ theo Phật A-di-đà, không theo ai khác. Đồng ý chỗ này không ạ? Nói đến đây nhớ đến cái mẫu chuyện cách đây khoảng hơn 2 tuần. Có một cô Phật tử ở bên Mỹ, ở tiểu bang Texas, Giác Nhàn có qua đó giảng. Thì cô có nghe băng đĩa, xong cô gọi điện vô, không gặp được, bởi vì đó trên khu chuyên tu Giác Nhàn không có tiếp cái điện thoại của những người Phật tử gọi về liên tục xin đĩa, xin băng, phải qua trung gian mấy chú, phải gặp chú Minh Quang. Chú Minh Quang đó trước cũng ở bên Texas, về đây tu tập và xuất gia, thì kêu thầy có cô Phật tử cần gặp thầy. Thì khi Giác Nhàn tiếp điện thoại, cô nói thưa thầy, con mới có một đứa con trai 25 tuổi và bị chết nước, rất là lạ kỳ. Đến hôm nay con buồn, con nhớ con lắm. Và con buồn quá, con nhớ, con khóc dữ lắm. Đêm nào con cũng khóc. Con hỏi sư cô đó có tốt không, khóc như vậy được không? Sư cô nói khóc vậy tốt lắm, khóc nữa đi. Trời ơi. Thì Giác Nhàn nói như vậy, mấy hôm nay cô khóc cô thấy làm sao? Cô kêu trời ơi, khóc nó sưng mắt luôn, nó mệt mỏi trong người lắm thầy. Không biết khóc như vậy có tốt không? Sư cô đã chỉ con khóc như vậy tốt lắm. Cô kêu cô khóc một thời gian, cô méo miệng con bây giờ. Cô méo miệng cô luôn, hỏi sao vậy? Kêu có một cái cô Phật tử bên Oregon, má cổ mất á, cô khóc rí, cái bắt đầu nó giật cái dần cái dây thần kinh số 7, cái miệng cô méo luôn. Đi chăm cứu xong một thời gian niệm Phật, bây giờ nó trở lại cái miệng bình thường rồi. Như vậy con cô lý do gì mất? Nó kêu thưa thầy, con của con nó lạ kỳ là nó đi chơi chung một đứa bạn gái của nó, và trong một cái gia đình đó có hai đứa nhỏ, nó nhảy xuống cái hồ nó bơi, nó cũng có mặc áo phao, nó bơi rồi sao không biết, nó uống nước rồi nó ngáp ngáp, nó chuẩn bị chết, áo phao đó nó không có giữ thăng bằng nó được, nó đang lúc lắc. Thì gia đình của cái đứa bé, hai đứa bé nhỏ đó nó không nhảy xuống cứu, mà đứa con của con nó thấy tội quá, nó nhảy xuống, nó đẩy một đứa lên được, nó đẩy tiếp đứa thứ hai lên nữa. Thì lúc đó nó đuối sức quá rồi, và nó tuột cái áo phao ra và nó chìm xuống. Thì con người yêu bạn gái nó nhảy xuống, thì khi nhảy xuống rồi thấy nó hút con nhỏ đó, con nhỏ mất hồn, nó bơi lên lại, và người ta quăng cái áo phao, con nhỏ người yêu nó chụp được cái áo phao. Nhưng mà riêng cái thằng này khi quăng áo phao là nó cứ đẩy áo phao ra, và không biết sao nó chìm xuống, nó chết vậy đó. Và khi chìm chết dưới đó là thuê người lặn, và lặn đi tìm khắp nơi không có. Thì cổ ngồi ở nhà, cổ nguyện như vậy, cổ nghe như vậy, cổ nguyện Quan Âm. Thì ông đó ông quay lại chỗ cũ thì tìm nó đem lên. Không biết lì sao cái bụng nó không có phình nước ra, nó chỉ ngốp vài hộp nước mà nó lại chết thầy. Thì bên đó là cảnh sát họ phải mang vô, họ kiểm tra tử thi, coi thử coi ai có bị giết không á, hoặc là uống nhầm thuốc độc hay không á. Họ kiểm tra xong hết và không có bị gì hết, và kêu đây là do chết nước. Và bác sĩ về khám tử thi á, pháp y nói rằng rất là lạ, đáng lẽ nó phải uống nước nó sình bụng lên nó mới chết, chứ sao nó uống có mấy ngộp nước mà nó chết đó. Thì khi trả xác về, mặt mày nhỏ nó tím liệm hết. Khi cổ nhìn thấy mặt nó, cổ mới nhớ lại cái lời khai thị của Giác Nhàn mà cổ thường xem trong băng đĩa đó. Cổ nói nè con, bây giờ con thương mẹ thì con chỉ có niệm Phật A Di Đà, và theo Phật A Di Đà con cùng mẹ niệm Phật. Thì cổ vừa nói như vậy, cổ niệm Phật 5 phút thì cái mặt nó tím á, biết không, nó chuyển sang hết tím, là môi tím hết tím, tai tím hết tím, những cái đầu móng tay, chúng tôi nhớ là những cái đầu móng tay của nó tím hết, nó trở lại bình thường. Cổ nói lạ quá,
Và gương mặt bắt đầu nó rạng rỡ ra. Ồ, cái chỗ khai thị này độc đáo. Và cái lúc đó họ đang chơi vơi, họ không biết chỗ nào nương tựa, họ không biết bám víu chỗ nào hết, mà chỉ có câu A-di-đà Phật. Mà lúc đó họ không nhớ niệm Phật nữa nha. Cũng như mình đang bị một cái sự việc là nó bất ngờ đột ngột đến với mình, cái mình quảng, cái mình quên luôn. Mà có cô đó cô chuyên niệm Phật vậy á, mà cô sẩy chân xuống cô kêu Chúa ơi. Niệm Phật mà cô kêu Chúa ơi. Bà công Phật giáo mà bà nhớ Chúa. Chắc nhiều đời làm công giáo hay niệm Chúa cho nên còn cái chủng tử đó. Có nghĩa là mình bình thường mình nhớ được, nhưng cái lúc mà sự việc mà nó đến với mình một cách đột ngột, quên. Cho nên cần người nhắc. Thì cổ vừa nhắc xong, cổ nói như vậy xong là nó niệm Phật, con người nó trở lại bình thường. Bởi vì cái lúc nó mất đó 2-3 ngày, cái nghiệp thức của nó, cái tâm thức của nó vẫn chưa rời cái xác, vẫn chưa rời cái xác của nó. Cho nên khi mà cái tâm thức nó chuyển á, thì cái xác thân nó cũng chuyển theo. Nhớ chỗ này không ạ? Cho nên thành ra là cái người mất á, từ 1 tiếng đến 8 tiếng không được đụng vào. Mà khi mình đụng vào như vậy là họ đau đớn, họ nổi sân, là họ đọa địa ngục. Cho nên tỉnh thất chúng tôi là từ bắt đầu qua 8 tiếng bắt đầu mới kiểm tra hơi ấm, kiểm tra tay chân có mềm không. Không mềm là niệm nữa, là niệm đến 24 tiếng phải mềm. Nếu không mềm là niệm 36 tiếng là phải mềm, là phải hảo tướng, là tướng hảo ra và đỉnh đầu tụ, nóng độ tụ trên đỉnh đầu. Đó là sư cô, có một vị sư cô, ba chị em, quý vị nhớ cái địa sư cô Liên Tịnh, Huệ Tịnh đâu, ba chị em đó là 36 tiếng. Chúng tôi đang giảng ở Hà Nội á, là về không kịp mà cổ đợi 36 tiếng không thúi không hôi, tay chân mềm mại đẹp lắm. Cái người niệm Phật sống cũng đẹp mà chết cũng đẹp. Đó. Thành ra là những cái ca hộ niệm trên pháp hội chúng tôi tính ra dạo gần lại đây với số lượng là rất nhiều, trên 100 ca. Mà thấy rất nhiều cái chuyện kỳ tích là độ cho được những hương linh gọi là âm siêu dương thế. Vì vậy chúng tôi xác định lại cho quý vị biết rằng người chết không phải mất, mà khổ hay sướng là cái hiện tại này quyết định cho cái tương lai. Nếu hiện tại này mà người mất đó, trước khi mất mà người ta biết ăn chay, người ta biết niệm Phật, người ta biết tụng kinh, người ta biết ấn tống băng đĩa kinh tượng Phật, thì cái phước này, cái công đức này sẽ theo họ. Còn nếu họ không biết làm thì khi ra đi là hai bàn tay trắng, và không mang được gì đi, và không mang phước đi mà mang tội. Gần lại đây có một gia đình họ kể cho chúng tôi nghe. Họ lên trên chùa, gia đình họ phải nói là đại gia nha, đại gia thứ dữ á, giàu và có chức quyền nữa luôn. Thì cha của vị này bị gì? Bị đột quỵ và tai biến chết tại chỗ, không để lại một lời chăn chối. Thì không để lại một lời chăn chối thì sao? Thì con cái bắt đầu mới là gì? Mẹ thì chết mất sớm rồi, và con cái bắt đầu là tranh nhau tài sản, đúng không ạ? Vậy đâu có di chúc đâu, đâu có gì đâu, tên sổ đứa này đứa kia đứng toàn bộ là tài sản chung hết. Thì mấy dâu thì suối đứa con trai á, là anh nghiên cứu làm sao cho vài bữa anh tay không, không có đồng nào á nghe, người ta cười anh là dốt, là ngu quá. Còn đứa con còn thằng con rể thì suối em làm sao cho em lên kiếm khoảng vài trăm cây chứ. Bắt đầu gì? Nó xung đột với nhau. Thì khi mà nó xung đột với nhau á, mà chưa đem đi chôn á ngang, là bắt đầu, tức là chưa liệm á ngang, chưa liệm á, là đã lo cái chuyện là bàn của cải rồi. Đâu biết niệm Phật đâu, đâu biết rước mấy thầy về hộ niệm đâu, đâu biết tụng kinh đâu. Mà nói sao? Trời ơi, cái ông này, ông sống mà ông chết, ông không nói mình tiếng nào. Ông này, ông chết kỳ cục. Còn trách nữa chứ, trách cha mình chết sao kỳ cục. Sao mà không chia đi bây giờ để kinh lộn. Nói đến đó ông học máu rồi. Đúng không? Thì dành nhau và chia cổ, và mọi người bên ngoài người ta biết đến. Vì nó có sự ẩu đả với nhau nội bộ, cho nên thành ra nó lộn xộn trong gia đình, và người ta biết đến, bắt đầu người ta cười, người ta chê. Thì thưa quý vị, đem ổng đi
đem liệm xong thì người ta đến thăm rất là nhiều đúng không? Vừa có chức quyền mà giàu có mà, thì người ta tới thăm rất là nhiều, và cái tiền mà đi đám nó lên đến hàng tỷ. Mà thường là đám cưới là ăn 1/3 hoặc là ăn nửa, bởi vì mình phải lo đám cưới đãi cho người ta ăn, người ta đi bì thư lại thì có lời chúc đỉnh hoặc là què vốn, mà đám cưới không khéo chừng lỗ nữa nha. Còn đám ma thì sao? Chọn gói đúng không? Chọn gói, tức là người ta đang nằm đó thì đến phúng điếu mà, và thân quá ân ăn nhân đối với nhau rồi này nọ, cái bắt đầu bởi vì mấy người lớn đó thì còn phải những người mà dòng họ tay chân bộ hạ với nhau nữa, thì phải để mà cho những người khác biết đi đến bì thư bao nhiêu là lụm trọn gói. Thì khi lụm trọn gói như vậy xong thì sao, đâu biết tu đâu, thì làm gì? Thì đến ngày 49 ngày á, bắt đầu mời, wow, quá thiệt nhiều người về, giết gà giết vịt giết bò đãi bia đồ quá trời đãi luôn, chắc cũng 500-600 người á, quá trời nhiều luôn, còn cả ngàn người. Bởi vì những cái người mà đi phúng điếu đó, người ta có biết á, bây giờ phải mời hết lại để mà đãi cho người ta biết chứ, bởi vì giàu có mà. Thì cái hương linh ổng nhập vô đứa cháu luôn, nói rằng khi chết rồi mới biết tội lỗi, nó phân định rõ ràng và cái đòn cân công lý rất rõ ràng. Khi sống không biết tu hành, bây giờ gì lạnh lẽo không có một cái áo che thân, ôi cha lạ thế, bây giờ cái phước nó hết á, hết phước, và đói khát không nơi nương tựa ăn uống, đói quá sao các con biết không, bây giờ tất cả cái loài súc sanh mà giết nó để đãi đó, bây giờ nó theo nó đòi mạng, ghê không? Nhập vô đứa cháu nói luôn, bây giờ hãy mau mau đem đồ đi phóng sanh, đem lên chùa cúng dường làm phước thiện để hồi hướng lại cho cha. Và ông nói như vậy, cái đứa bé nó nói cái tiếng y như ổng luôn. Quý vị nhớ cái phim mà chúng tôi làm ở chùa ngồi, ông cụ Nguyễn Trọng Đúc không? Ông nhập vô đứa con dâu á, ông nói cái đứa con dâu thì đứa con gái, mà ổng thì ổng nhập vô ổng nói y như ông già. Ui rồi ơi thầy biết không, con khổ lắm ấy, nó nói tiếng y như tiếng ông già. Vâng, cái ông này á, đứa bé nhỏ mới có mười mấy tuổi, 13, 14 tuổi mà ông nhập vô ông nói cái tiếng y chang luôn, y chang như là ông lúc chưa mất á. Ghê không? Có ai không tin không? Phải tin chứ, chứ đâu phải hương linh nào gá. Thì ông nói xong một cái và ông nói á, bởi vì lúc mà ăn tiệc á, thì phải có người hát phải không? Bữa nay người ta tiệc mà tiệc đám cưới hay là 49 ngày là cũng mời ca sĩ hoặc là có âm ly đồ hát á. Ông lên cầm micro nói ông chơi vậy mới độc chứ. Ông lên ông đứng nói xong ông bỏ đũa hết luôn, ai dám ăn nữa không? Ông nói có năng lực á và ông nói sự thật. Vì vậy cho nên thầy khuyên quý vị, lúc đám giỗ, lúc gia đình mình có quý kỵ, gia đình thân nhân ông bà cha mẹ con cháu, tuyệt đối không được sát sanh. Vì ăn chung mà tội riêng, họ đến họ ăn mà mình phải chịu tội lỗi, và cái tội thêm nữa là mình khuyến khích họ ăn nữa. Cái chuyện này bên ngoài xã hội người ta không chấp nhận đâu, bởi vì là cái chuyện giao lưu cuộc sống ăn uống mà mình nói cái chuyện này là người ta nói mình là lỗ thời, là cái chuyện không biết giao dịch. Quý vị thấy nhà giám đốc nhà mấy tên bông sen ăn chay trường không? Mà trở thành một nhà giám đốc vĩ đại xuống Phật Pháp Nhiệm Màu ở chùa Hoằng Pháp phải không? Ổng là giám đốc mà sao ăn chay trường, ổng vẫn làm việc được. Không phải cái ngoài cái chuyện giao tiếp ra, bên hông đó cái chuyện làm ăn là còn nơi cái uy tín và phước báu của mình. Chứ đừng có gán cho cái chuyện là làm ăn giao tiếp đó nó mới thành công, cái đó một phần phụ thôi. Dĩ nhiên chúng tôi không phản bác bỏ, dĩ nhiên chúng tôi là nhà tu hành, không phải là một nhà kinh doanh, một nhà giao tiếp, một đại gia thương gia, một nhà làm ăn, mà chúng tôi là không biết về cái chuyện này. Mà chúng tôi vẫn biết về cái chuyện này vì những cái người đại gia người ta tu hành, người ta lên nói với chúng tôi hiểu chuyện này. Vì vậy chúng tôi mong quý vị trong những cái ngày hí kỵ đó, nếu mà mình không thể nào thống nhất trong gia đình để mà đãi chay á, thì đem ra mua bên ngoài về hoặc đặt người ta làm, nhưng nó vẫn cộng nghiệp. Hồi nãy giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của cái ông đại gia mà có quyền cái chức đó chưa? Nghe rõ rồi không ạ? À?
Mà đây là sự thật nha. Thì hôm nay chúng tôi nói những vấn đề này là sự thật, nhưng nếu ai hấp thu, ai chịu nghe và có thể về thay đổi gia đình của mình, trở thành một cái gia đình hiểu biết về nhân quả và tu hành, thì quý vị có lợi lạc. Còn nếu mà gia đình của mình nghiệp nặng quá, mình chưa thay đổi được, thì mình cố gắng mình tu tập, mình cầu nguyện. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà hôm nay chúng tôi nói với quý vị, muốn cho gia đình của mình được thời thới. Thời thới nghĩa là sao? Âm duyên thới, âm siêu dương thới mà. Thời thới nghĩa là làm con cái học hành đỗ đạt, gia đình được bình yên, của cải mình làm ăn không thua lỗ, trên thượng dưới hòa, vân vân. Mà danh từ mình gọi là thời thới á, hay là gọi là được quan hỷ đoàn tụ trong gia đình, thì quý vị nên lưu ý cho cái phần âm, tức là trong gia đình của mình có những người mà phần âm đó họ chưa siêu thoát, mà mình không có hướng dẫn cho họ tu tập và không có tụng kinh trong gia đình, cho nên gia đình nó lạnh lẽo, nó lộn xộn, không biết niệm Phật, không biết làm lành để hồi hướng, cho nên họ cứ làm cho gia đình mình bị khó chịu và ảnh hưởng. Thì thưa quý vị, hồi năm ngoái có một cái sự vụ này rất là kỳ tích. Gia đình đó ở dưới Củ Chi á, đi lên kể lại cho chúng tôi nghe. Thì cái cô đó cổ nói rằng, thưa thầy, cái bà cô của con á, bà mất rồi, mà con cứ nghĩ đến bà và cứ cầu nguyện cho bà để bà siêu thoát, mà sao bà chưa siêu thoát, bà ở trong nhà với con cổ con, và dòng họ anh em ở đâu không biết, ông kéo về nhà con là 16 người ở trong nhà của con. Thì khi mà đang nghe pháp như vậy á, mở đĩa của thầy Giác Nhàn ra nghe, thấy có quy y cho hương linh, nhập vô cô đó nói tôi muốn về chùa ông thầy Nhàn này nè. Ma mà nó cũng nghe pháp nha, nó xích về chùa quy y nha. Tôi thích về chùa ông thầy này nè, để tôi quy y nè. Mà mai đi là phải thuê xe 16 chỗ. Mà xe 16 chỗ đó đó là chỉ có một mình tôi đi với thêm 15 người nữa. Trời. Thì cuối cùng gia đình tin xong thuê chiếc xe 16 chỗ. Thì ông tài xế đó ông đâu có biết là chở ai đâu. Cuối cùng ông thấy có mình ổng với cái cô đó à. Ông kêu trời ơi sao gia đình không đi, mình cô này sao đi xe phí chỗ vậy. Thì cô này mới nói là cái hương linh đó kêu thôi ông đừng có ý kiến ý cò, ở đây 15 người đang ngồi sâu á. Trời ơi, da gà ông nổi lên, ông lạnh. Chở từ Củ Chi lên tới chùa. Đi trên đường á, biết làm sao không? Tới nơi rồi nghỉ, kêu mời cô xuống ăn, kêu không, để tôi lên chùa ăn luôn. Trên chùa chuẩn bị chiều cúng thí thực á. Nghèo ớ đó. Hương Linh nó nói vậy á. Trên đường chở đi mà cái cô đó cứ quay lại nói chuyện với mấy người đó cười giỡn à. Cười giỡn với 15 người ở sau á. Ông kêu trời ơi, xưa giờ bị chở ma đi á. Lên tới chùa thì bữa đó không biết ngày lễ gì mà nó đông dữ lắm. Giác Nhàn giảng xong rồi cái bắt đầu xuống để sắp xếp cho Phật tử ngủ trong chánh điện luôn. Cái chùa của Giác Nhàn là cái cơ sở nó không có nguyên nga nó lớn, toàn là nhà gọi là liên hoàn kết đó, biết không, nó cứ kết từng miếng này miếng nọ nó kết vô và cho nằm trong chánh điện luôn. Vừa giảng xong bước xuống đang đứng, trời ơi, cái hương linh đó họ đến ngay chỗ thầy và đưa cái miệng sát cái lỗ tai, bà kêu thầy. Trời ơi, lông tóc dựng lên hết, bởi vì nó bất ngờ quá. Ví dụ bà đứng xa bà kêu mình á, thầy con mới lên chào thầy đồ, thì mình có thể mình bình tĩnh, mình đang đứng nhìn mà bà đưa cái miệng mình vô cái lỗ tai, bà hét một cái, trời ơi, lông tóc nó dựng lên hết rồi. Nhìn lại, làm gì kêu lớn vậy, kêu nhỏ thầy không nghe. Trời ơi, cái hỏi có việc gì, kêu con đi với 15 người lên quy y. Hỏi 15 người đó đâu, cô đang đứng bên ngoài á. Con với 15 hương linh nữa thầy. Cho nghe, kêu giờ chừng nào muốn quy y đây, kêu thôi ngày mai thầy làm lễ quy y. Thầy kêu tối nay ở đâu, kêu tụi con khỏe lắm thầy, mỗi lá thông là mỗi người, thầy khỏi cất nhà. Thầy kêu chù chạy về bộ lo cho ma sướng hơn người còn sống á nha. Người còn sống là ăn ngày ba bữa thôi. Ở trên chùa bữa nay có một buổi là 500 phần ăn. Bởi vì mấy bà cụ là hơn 250 bà cụ rồi, 150 chú, cộng đi đi về về là 500 người. Mà 500 người là nấu một suất ăn 500, mà nấu ngày ăn 3 buổi, đúng không ạ?
Còn mấy hương linh chiều người ta hưởng một chút là xong, không ạ? Nhưng mà phải muốn cho phần dương, phần âm người ta siêu sanh đó, thì phải có phần dương niệm Phật. Cho nên hai cái người này phải kết hợp với nhau, đúng không? Thì thưa quý vị, họ lên họ quy y xong cái rồi họ phát tâm ở đó tu hành. Thì đó là những mẫu chuyện đang xen với nhau giữa những phần âm và phần dương nhân cái ngày lễ huý kỵ 8 năm của cụ ông Pháp Thiện. Để nói cho quý vị biết như vậy là gia đình của mình có những người mất, có những người vừa bắt đầu tắt thở được niệm Phật, họ về cảnh cực lạc Phật A Di Đà rước, và có thể người ta về cảnh trời, cõi trời, hoặc các giả có thể trong 49 ngày họ đi đầu thai là làm người, hoặc giả có những người sát sanh làm ác vừa mất đọa thẳng xuống địa ngục luôn. Bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên, đúng không ạ? Đó. Thì như vậy bây giờ mình cũng chả có thần thông, mình biết mẹ mình đang ở đâu, cha mình ở đâu, dòng họ mình ở đâu, chưa được thiên nhãn thông như ngày Mục Kiền Liên, không biết cha mẹ mình có siêu thoát hay không. Thì thôi mình y theo trong kinh lời dạy của quý thầy, cúng chay, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng. Những người còn sống mình giúp đỡ bằng cách tiền bạc, mình đưa cho họ khi họ làm ăn thua lỗ, họ không có nhà ở mình cho nhà, họ không có áo mình cho áo, họ không có ăn mình cho gạo cơm người ta ăn. Nhưng cái người mất ăn bằng cái gì, giúp họ bằng cái gì? Bằng công đức tụng kinh, bằng công đức niệm Phật, nghe rõ không? Bằng công đức phóng sanh, bằng công đức làm những sợi chuỗi này tặng cho họ. Công đức này như gió không thấy, nhưng nó vẫn có. Gió quý vị đâu có thấy đâu, nhưng mà nó vẫn có mát. Cây cối nó rung động là mình biết có gió, phải không ạ? Cũng vậy, cái phước này mình làm mình không thấy, không thấy nó, không có cái vật hữu hình, nhưng nó là vật vô hình, năng lượng, nó vẫn có đối lại với mình và có cho người thân của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc chúng ta làm không mất ngay nơi cái xác thân này của chúng ta là một vật thể, nhưng nó chuyển dạng từ dạng này qua dạng khác. Thịt thì nó chuyển qua đất, nước thì nước trong người mình là máu nè, nó chuyển sang cho nước. Và hơi thở mình là gió, nó chuyển sang cho gió. Và gì nữa? Và hơi ấm của mình nó chuyển sang cái dạng lửa. Thì tất cả vạn vật không gì mất đi, quý vị học được định vật lý học đúng không ạ? Mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, dầu đó là vật thể hữu hình hay năng lượng tâm linh cũng thế. Năng lượng tâm linh là con người mình còn sống thì mình thấy những người còn sống, nhưng không thấy người chết. Nhưng người đã chết rồi thấy người còn sống, hiểu không ạ? Và người chết nói mình không nghe, nhưng người sống cúng thì họ nghe, họ ăn, hiểu không? Đó, cái thế giới nó đảo lộn như vậy, nó chỉ biến dạng từ thế giới này sang dạng thế giới khác, chứ hoàn toàn không mất đi. Bất cứ một việc thiện dầu là nhỏ nhất cũng không mất, và dầu là một việc ác nhỏ nhất cũng không mất luôn. Phải nhớ nó, nhớ những cái điều này, chứ không phải mình hôm nay như gia đình cô Kim sinh phước lo cơm lo nước rồi thỉnh thầy xuống đây rồi làm băng làm đĩa làm chuỗi rồi tất cả mọi thứ áo tràng tặng cho mọi người, làm xong mọi người đi về thôi không còn gì nữa hết. Trên hiện tượng là không còn, nhưng về vật chất, trên vật chất không còn, hiện tượng không còn, nhưng về năng lượng tâm linh và phước báu và công đức nó vẫn còn. Cho nên càng làm chừng nào thì thân tướng mình thay đổi, càng làm gì càng phóng sanh chừng nào thì thọ mạng của mình càng kéo dài, càng ăn chay chừng nào thì mình càng ít bệnh hoạn. Vì người ta nói là bệnh tùng khẩu nhập, nghe chỗ nào? Càng ăn chay chừng nào thì thân thể người ta bớt bệnh hoạn, càng phóng sanh chừng nào thì thọ mạng càng kéo dài chừng đó, nghe chỗ nào? Và càng ăn chay chừng nào, càng phóng sanh chừng nào, thân tướng của mình thay đổi. Phật tử thì càng già người ta nói càng đẹp, gọi là đẹp lão. Còn quý thầy là càng gì? Càng nhìn thấy càng hảo tướng, đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, chứ không phải khả nghi nha. Dạo gần lại đây Giác Nhàn thực thi cái phóng sanh từ năm 2007 là 200.000, và lần lần cho đến bây giờ là 20 triệu một chủ nhật. Một chủ nhật
đợt trước, mấy năm về trước, năm 2007 á, chỉ có 200 ngàn. Và đến bây giờ, 5 năm đến hôm nay á, thì mỗi chủ nhật Phật tử về tự bỏ vô thùng á, thì phóng sanh 20 triệu, thì một tháng như vậy là 80 triệu. Chưa nói là ngày nào người ta cũng mua 3-4 triệu, 3-4 triệu nữa đó. 1-2 triệu Phật tử ở các nơi về thấy hàng ngày phóng sanh khác. Thì cái đó là cái tâm nguyện thao thức. Và cái tâm nguyện phóng sanh đó, nó từ từ nó lan rộng, răng rộng và ảnh hưởng đến Phật tử. Cho nên cái tiền phóng sanh bắt đầu nó nâng cao lên. Và từ cái phóng sanh đó, cho nên hôm nay nhìn Giác Nhàn thấy nó cũng dễ coi chứ không? Cái này không phải khoe nha, cái này nói thiệt á. Năm 90 mà quý vị coi cái hình của Giác Nhàn là quý vị kêu thôi, ông này so với ông Giác Nhàn mà năm 90 đến với ông Giác Nhàn 2012 á, là nó xa một trời một vực và không ai nhận ra. Nó không phải Giác Nhàn khoe Giác Nhàn đẹp. Mà nói vậy để quý vị biết gì? Nhờ công đức tu hành phóng sanh mà nó thay đổi thân tướng của mình. Ai không muốn đẹp? Cái trời ơi, chị đó nhìn thấy đẹp quá, mắt nhìn nó long lanh không, rồi nhìn nó miệng đồ có duyên quá, thích không? Thích quá chứ sao không thích. Thích đẹp nhưng mà là gì? Mà mình lại hủy hoại cái nhan sắc của mình đi. Hủy hoại bằng cách nào? Không chịu ăn chay trường, phải không? Không chịu phóng sanh thì làm sao có cái nhân quả đẹp xảy ra đối với mình? Ai cũng muốn sức khỏe, đừng có bệnh hoạn. Mà bệnh tùng khẩu nhập, nhập cái gì? Nhập lòi súc sanh vô trong này nè. Rồi tối ôm cái nghĩa địa đó ngủ luôn. Đây là chôn vùi súc sanh trong này. Cho nên nói cái buổi giảng của Giác Nhàn, lúc nào Giác Nhàn cũng nhắm đến cái chuyện ăn chay với phóng sanh. Lúc nào Giác Nhàn cũng nhắm đến cái chuyện này. Có nhiều ông kêu nghe bế đầu bế óc luôn á, nhưng mà khoái nghe. Có nhiều ông kêu nghe thầy nói xong á nghe, ngày đầu về mà gấp biết thịt lên, nó rung nó rớt xuống. Nhưng mà 4-5 ngày sau nó quên rồi là sơi tới luôn. Giác Nhàn thì giảng dị thôi, nhưng mà mong đi sâu vào cái thực nghiệm. Bởi vì Giác Nhàn có thực nghiệm như thế nào thì Giác Nhàn nói như thế đó. Giác Nhàn ăn chay trường mà ăn chay thiếu thiệt á, chứ không phải là ăn nửa mùa rồi tối tối lén ăn không có nghe. Cái này nói thiệt tình á, ăn là ăn hết mùa á, ăn đến hôm nay là trọn vẹn á. Và phóng sanh là phóng sanh thực sự muốn cho ít bệnh hoạn, muốn cho thân tướng mình hảo ra, muốn cho thọ mạng mình kéo dài, thì thực hành ăn chay và phóng sanh. Đó là lời của Tổ Ấn Quang. Chúng tôi có đọc trong cái đĩa số 13 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, có tặng cái đĩa này nè. Bữa nay tặng cái đĩa này nè, về nghe lại cái đoạn đó Giác Nhàn có đọc. Muốn cho gia đình được đoàn tụ, muốn cho được làm ăn phấn phát, muốn cho gia đình mình ít bệnh hoạn, muốn cho thân tướng bạn đẹp đẽ, vân vân và vân vân, những điều tốt đến với bạn, thì bạn phải thực hành phóng sanh và ăn chay. Tổ dạy đó nha. Nhưng mà chúng ta lại run sợ. Run sợ làm sao? Ô, ăn vô nó mất sức khỏe, nó bệnh hoạn, nó sanh sao, thôi không dám ăn đâu. Quý vị coi luôn trong cái đĩa này, có cái chú Phúc Tuệ đó, ở ngoài Hải Phòng vô. Hồi trước là ăn chơi dữ dằn lắm, cũng có điều kiện, ném tiền qua cửa sổ, một đêm xài mười mấy triệu. Cuối cùng gặp anh chàng đã khai thị xong một cái về ăn chay trường, ăn nửa tháng sau mắt mày xanh lè xanh lét, tay chân run rẩy, đó là do nó chuyển cái thức ăn từ ăn mặn qua ăn chay á. Rồi gì? Chóng mặt. Và gì? Và trong người thấy nó yếu dần và tưởng là mất sức. Và anh nói một câu đặc biệt, tối nay về xem mấy đĩa này. Một dĩa thịt đem lên, lúc ăn chay anh nói vậy đó nghe. Nếu mà ăn dĩa thịt là sống, còn không ăn dĩa thịt là chết. Thà nhận cái chết chứ không ăn dĩa thịt. Thằng này bản lãnh dữ. Bản lãnh. Dĩ nhiên cái điều này chúng tôi rất khó nói. Bởi vì phong trào và cái trào lưu những thức ăn của loài súc sanh là cái cung cấp thức ăn chính: gà, vịt, heo, chó, mèo, khỉ, bồ cạp. Chứ nhiều ông ăn bồ cạp. Là những món ăn khoái khẩu của chúng sanh, của mọi người rồi. Cho nên nói rất khó nói. Bây giờ mà ra ngoài chợ mà làm một cái chỗ mà nó bán thịt đó, ngồi thuyết giảng cái vụ này chắc nó quýnh phù mỏ quá. Hên mấy người này cũng đồng phe, thích ăn chay, thích nghe pháp mới tới đây. Chứ mà ngồi chỗ khác chắc chết. Nó lấy cây nó dí chạy không kịp. Làm nó mất mối á mà.
Nhưng mà mình rải rải lượm lặt ho rơi, cứ cứ kéo mấy Phật tử của mình vô giảng riết, người ta bớt đi mua là từ từ ảnh cũng dẹp tiệm bớt à. Chúng tôi nghiêm túc nói với quý vị, cái chuyện phóng sanh và ăn chay là một cái hệ quả. Chúng tôi dùng danh từ hệ quả nè, là một cái hệ quả mà rất là tuyệt vời. Khi mình dùng những thức ăn chay lâu ngày, con người mình cái tánh tình nó bớt nóng nảy, bực bội, bức rứt, cấu xé. Thay vì cái chuyện đó nó không đáng mà mình banh chành ra thành chuyện lớn, là bởi vì cái lòng của mình nó không hoan hỷ, cái lòng của mình nó bực bội. Bởi vì những loài súc sanh đó, nó là một loài giả thú ngu muội, gọi là si mê mới làm súc sanh. Thì mình ăn những cái chất đó, nó nhiễm vào trong con người của mình, cho nên con người mình nó si mê. Loài thú khi nó lớn lên, con gì? Con thú con, nó có thể lấy con thú, thú mẹ, phải không? Và dòng họ với nhau, nó có thể quan hệ với nhau, đó là loài súc sanh. Nhưng bây giờ rất là đau khổ thay, mang thân người mà tâm giả thú, vì không biết đạo lý nhân quả, vì không biết luân lý đạo đức, hành sự dâm dật, cha con anh em dòng họ lộn xộn xì ngầu hết. Quý vị thấy đúng không? Con báo đài đăng nhiều lắm không? Chúng ta không khi nào nghe đài nghe báo mà Phật tử cứ lên kể. Chỉ có hàng ngày biết tụng kinh niệm Phật, bên ngoài nó lộn xộn, sao lộn xộn cho tâm mình vẫn an. Còn mình đủ nội lực coi mà không bị biến động thì quý vị coi, từ 12 tuổi xuất gia đến bây giờ chưa khi nào coi hết tờ báo. Không biết, không có thời gian. Chỉ có thời gian nghe kinh nè, nghe pháp nè, có thời gian sống lại với cái tâm thanh tịnh của mình, để mình nung đúc, để mà mình xây dựng được cái tâm an bình của mình. Rồi mình đem cái hòn đảo an bình này để đem ra, ai muốn trú ẩn thì để cho họ nương nơi cái trú ẩn này, để họ tu tập trong cái quãng đời còn lại. Thưa quý vị, cái buổi nói chuyện hôm nay là cái buổi nói chuyện mà chúng tôi nói hai mặt. Cái mặt về phần dương là người còn sống rất hữu ích giúp cho những người mất, vì người mất người ta không tự làm được, khi còn sống người ta tự ăn được. Nhưng mà khi mất thì mình phải cúng họ mới ăn được, lạ quá. Họ đói khát mình phải cúng họ mới ăn được. Rồi khi còn sống họ có thể đi sắm quần là áo lược, đầy đủ quần áo. Nhưng khi mất mình phải gì? Mình phải đem cho họ, mình bằng cách cúng cho họ. Vì sao như vậy? Bởi vì người ta quá là thiếu phước. Cho nếu người ta đủ phước, khi người ta mất người ta về cõi trời đâu cần gì cúng đâu. Đúng không ạ? Đâu cần cúng đâu. Có cúng nữa cũng tốt, mà không cúng cũng được. Bởi vì cái phước họ quá nhiều, họ về cõi trời. Muốn về cõi trời thì sao? Phải làm 10 điều thiện, không sát sanh mà phải phóng sanh, thân không sát sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà dâm mà mình đem lại hạnh phúc cho muôn dân, miệng không nói láo, khoe khoang đâm thọc rửa chửi, mà nói lời tốt, lời hay, lẽ phải, nói lời chân thật. Phải không ạ? Ý không tham lam sân giận si mê, không tham lam mà biết bố thí, không sân hận mà biết từ bi, không si mê mà mình gì? Đem cái trí tuệ cho mọi người. Thì làm 10 điều thiện này thì sao? Thì khi mất khỏi cần cúng, về thẳng cõi trời ở trên đó. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Thấy chưa? Sướng không? Nhưng mà sao phần nhiều những người còn sống thì người ta ăn uống tự do, người ta đi lại tự do, và gì nữa? Và ăn mặc tự do, mà khi mất người ta là không được. Là bởi vì không có phước, chỉ biết hưởng thụ trên phần dương mà không lo lắng cho sau lưng cái cửa tử, tức là sau khi lưng mình mất, sau khi mình mất, cho nên thành ra nó mới thiếu thốn. Thấy chưa? Đó. Hôm nay chúng tôi nói rất kỹ. Nếu ai hôm nay có mặt trong cái pháp hội này, không biết vì sao cái nhà rất là cảm xúc. Bởi vì mình đối diện, mình gặp nhiều mấy hương linh quá rồi, cho nên thành ra họ khổ. Có hai vợ chồng già rồi, 120 tuổi, thì chết năm 80 tuổi, 40 năm vẫn không siêu thoát, nhập vô đứa con. Vừa lên tới chùa
thầy ơi, hai vợ chồng con đói rách. Ơ, sao đói rách? Đói mà còn rách, tức là không có áo bặn. Và con đã mất 40 năm, hôm nay con 120 tuổi rồi mà không nơi nương tựa, đói lách lạnh lẽo lắm. Bây giờ con nương nơi cái xác con của con á, bây giờ con lên chùa thầy, thầy cho con ở chùa thầy để con quy y, con tu tập đi, con khổ lắm rồi. Mà bà nói, ông nói mà nước mắt nó chảy, đâu phải cô đã nói đâu. Nên nhớ nha, tất cả sự việc đây là nó nằm trong đầu, chứ không phải chúng tôi soạn trước ghi vô giấy rồi bịa đặt ra lên nói cho quý vị, không bao giờ có. Mà tất cả sự việc này đều ở trong đầu và nó ấn tượng á, mới nói cho quý vị nghe à. Cho nên cái việc này là người thực việc thực, nó có cái sự, nó có sự hấp dẫn và nó có cái sự là sự thật trong đó. Cho nên chúng tôi mong quý vị là tin những cái điều chúng tôi nói, vì luôn luôn chúng tôi nói sự thật. Cái buổi giảng chúng tôi đi sâu về giáo lý, sợ quý vị nghe không kỹ, mà chúng tôi đem những cái mẫu chuyện âm siêu dương thế này để cho quý vị hiểu. Gia đình con á, là nói với đứa con á, chỉ lo đi làm ăn suốt, không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, không biết phóng sanh, không biết làm phước tu hành, cho nên con khổ lắm. Và gia đình con rất là giàu có, nhưng mà bây giờ không biết làm phước, bây giờ con phải đói rách. Con lên chùa thầy con xin ở thôi, con khổ lắm, nước mắt nó chảy nhầy nhụa. Ông chồng ngồi bên cạnh cứ kêu má ơi má, ôm vợ mà nói má ơi má, lạ quá, má ơi má, thầy hiểu rồi má, má đừng có xúc động má. Rồi bà vợ, tức là bà vợ của ông đó xuất ra, xuất ra xong ông chồng nhập vô, anh ôm lại anh kêu ba ơi ba, ba đừng xúc động nữa ba. Ôi, mà thấy lạ vậy đó. Trời ơi, chùa thầy nhiều ma lắm. Bữa nào cho quý vị lên coi bữa nha. Trời, hai vợ chồng 100 mấy chục tuổi rồi nhập vô, mà cứ gì, cứ nhập vô đứa con gái mà cứ xúc động, cứ làm như vậy thì sao? Tự nhiên giác nhàn, tự nhiên giác nhàn thấy xong mới hứa, kêu thầy hứa rồi mà, thầy hứa rồi mà, ông sợ thầy quên á, ông sợ thầy quên, ông kêu hứa ngăn thầy, hứa ngăn thầy, đừng có quên ngăn thầy, bởi vì thầy quy y cho con rồi con mới ở được ngăn thầy, hứa ngăn thầy. Mà thấy cái thầy hứa rồi mà sao ông cứ nhắc hoài vậy? Nhưng mình cũng hơi nặng lời chút xíu á, mình nói vậy để cho ông im, ông cứ nhập vô ông biết, ông nói biết à, thầy hứa rồi mà sao ông cứ nói hoài vậy ông cụ? Ông kêu dạ thôi giờ con ra ngăn thầy, chút nữa thầy làm lễ ngăn thầy. Bắt đầu ông ra. Vì sao vậy? Vì sao hiện tại giàu có quá vậy? Vì sao hiện tại đầy đủ quá vậy? Mà lúc mất 40 năm mà vẫn đau khổ như vậy, không được đầu thai, bây giờ không đủ phước để làm người. Dễ sợ chưa? Dễ sợ chưa? Và giàu cho con cái đầy đủ của cải vật chất mà sao không giúp được? Bây giờ không biết cách. Không biết cách là gì? Không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, không biết ấn tống băng đĩa, không biết phóng sanh, không biết in tượng Phật, không biết làm những công đức để mà hồi hướng. Cho nên thành ra tiền bạc của cải vật chất có, nhưng mà cha mẹ mình vẫn khổ. Nói cái chuyện này có nhiều người kêu ông nói chuyện trên trời dưới đất, có thấy đâu mà nói. Hương linh đó mà chúng ta thấy được à? Không thấy được, cái cảnh giới người ta khác rồi. Mà đây là những nhân vật và sự việc minh chứng để cho quý vị thấy đây là sự thật. Vì vậy về nhà đi, nên tụng kinh niệm Phật. Trong nhà mình có người nào không chết không? Có người nào trong, có người này, có người nào ở trong này nhà mình có người không chết không? Làm gì có cái vụ đó, ai cũng có người chết. Ông cố, ông sơ, ông tổ, ông cha, ông mẹ, cháu chắc cũng có phải không ạ? Thì muốn báo đáp cái ơn của họ và muốn cho họ được siêu thoát bằng một cách đơn giản không tốn tiền, tụng kinh niệm Phật. Có bao nhiêu thì làm bao nhiêu, in ấn tượng Phật băng đĩa, có bao nhiêu thì làm bao nhiêu, hồi hướng cho họ thì họ nhận được. Mà họ cảm ơn mình lắm, họ cảm ơn mình lắm. Và gì nữa biết không? Và họ chưa siêu thoát là họ người gia hộ giúp đỡ cho mình. Thay vì khiến cái sự việc đó mình kết hợp, mình ký hợp đồng là sẽ thua lỗ vài tỷ. Không biết họ khiến cái tư tưởng mình sao, kêu ông đó là kêu trời ơi đất hỡi rồi, thôi không ký hợp đồng nữa. Ôi chà ngon lắm cái vụ này nha. cái vụ này không phải không có. Có cái cô Phật tử đó đó, cổ lên cổ nói, trời ơi ma chùa thầy linh lắm. Hỏi sao linh? Nó khiến được cái bà đã cúng, cái bà đã bắt keo, cái kẹo kéo, mà sao bà lên mà cúng cho thầy được 50 ngàn, giỏi thiệt. Ai mà khiến bả được, chỉ có ma khiến bả. Bả keo như kẹo kéo, đời nào mà cúng được 50 ngàn. Mà sao bả lên mà rút túi 50 ngàn mà cúng thầy, ma thầy linh thiệt. Là sao vậy?
họ khiến được cái tư tưởng của mình, quý vị thấy không ạ, để làm phước thiện, nhớ không? Giờ chúng ta kể cho quý vị nghe câu chuyện nhỏ này nữa nè. Có một đứa bé đó, nó ở Sài Gòn, nó về Đà Lạt, nó nói má ơi, đứa bạn bạn trai của con á, là bạn trai học thôi, mới có học lớp 10, lớp 11 mà. Con tin tưởng lắm, đang có cái hướng làm ăn gì đó, má lấy vài trăm triệu má cho con để con đưa cho anh đó, anh đi làm ăn. Anh làm một cái công việc gì đó trên vi tính kết hợp lời lắm má. Cái má của con bé nó nói không được đâu, mình chỉ mới có quen thôi, thì con tin tưởng làm sao được, con đưa tiền tiền bạc của cha mẹ làm ăn cũng khổ cực lắm, sao con lấy con đưa cho họ được. Cái bắt đầu là gì? Ghét mẹ, ghét cha, không tin mình. Thời buổi này là vậy đó nha. Tin cái anh chàng đó, không biết đi lượm ở đâu, lăng nhăng ở đâu gặp, bắt đầu tin, nghe nó nói ngọt, nó ngon cái tin. Mà có quy y luôn rồi đó nha, mà tới nói mấy thầy khuyên giải cũng không được. Cái tình cảm nó khiếp khủng lắm, mới có quen nhau mà không biết cái như thế nào đâu mà nó thương, cái về nó kêu cha mẹ nó đưa tiền. Mà không đưa thì sao? Nó buồn, nó nghỉ học. Nó chơi kiểu đó nữa. Cha mẹ hả? Cứng lắm. Nghỉ hả? Cho nghỉ luôn. Chứ giờ sao? Làm sao mà đưa mấy trăm triệu được? Cuối cùng quý vị biết đi đâu không? Nó vô cái đồi nghỉ quân ở trên Đà Lạt, cái đi ra, đi vô, buồn đời quá rồi, đi ra, đi vô. Mà cái chỗ mà nó đi ra đi vô là cái thằng, cũng có một thằng treo cổ chết rồi. Cũng chắc cũng buồn tình rồi sao không biết đó. Nó đi ra đi vô xong cái cô trường đó, cô thấy ổ nhỏ này sao cứ đi ra đi vô chỗ này miết vậy ta. Cuối cùng sao? Treo cổ chết trong đó, ngay chỗ cái cây thông. Thì cái hương linh mà chết rồi đó, nó chưa siêu thoát được, nó ở trong đó đó. Nó thấy cái tần số của mình mà muốn chết đó, vì tự tử đồ này nọ đó, thì nó khiến cái tư tưởng mình phải vào ngay đó, chết ngay đó để thế mạng. Ghê không? Con nhỏ này treo lên nghẹt thở cái chết liền. Chết xong cha mẹ chạy vô bắt đầu mới hỏi ôi lên, trời ơi sao mình nghĩ con mình nó dại dột nó làm vậy, biết đó thôi mình thí cho nó vài trăm triệu cho nó sống. Thì cuối cùng sao? Cuối cùng nó bị chết rồi, cái thằng kia cũng sao? Cái thằng kia cũng gì? Man man luôn, bây giờ nó đi theo ông này miết. Ghê không? Thế giới này có nhiều cái vấn đề nó lạ lắm. Mà chúng tôi là người mà gọi là trung tâm cơ quan ngôn luận để họ đem về chùa để họ kể. Mà hôm nay không dám ở trên chùa nhiều thời gian, mà xuống cái khu chiên tu ở, chứ ở trên đó họ đến họ kể thôi, biết bao nhiêu chuyện, làm đến gọi như là ngàn nghìn lẻ một năm đấy. Cái là biết bao nhiêu nghìn câu chuyện trong một năm để mình ghi thành cái nhật ký, nhiều lắm. Vì vậy hôm nay chúng tôi nói như vậy để cho quý vị biết rằng con cái của mình hôm nay mình phải làm sao. Không phải mình dùng cái tài năng, cái tiền bạc mình khống chế nó, mà dùng cái đức độ để mình cảm hóa nó. Nhiều lúc cha mẹ đi ra làm việc có uy lực dữ lắm, uy lực lắm, nói người ta nghe răm rắp từ trên xuống dưới, mà về nhà nói không nghe. Bởi vì mình không có uy lực trong gia đình, không có uy tín trong gia đình, không có công đức để mà nói trong gia đình nghe được. Đó. Như vậy bây giờ làm sao? Là mình phải tích cái đức. Niệm A-di-đà Phật là vô lượng công đức, phải không ạ? Niệm A-di-đà Phật là vô lượng công đức. Rồi gì nữa? Tụng kinh vô lượng thọ là vô lượng công đức. Rồi gì nữa? Lạy Phật là vô lượng công đức. Lấy cái công đức này hóa giải con cái, gia đình, cuộc sống. Có tin không? Không tin cho nên không chịu làm, và không bỏ thời gian ra làm, phải không ạ? Không bỏ thời gian ra làm đó. Và lấy cái thời gian bươn trải vào cuộc sống, tìm tiền, tìm tình, tìm danh, tìm lợi, tìm chức vụ, dĩ nhiên quý vị cần phải có để chi dùng trong cuộc sống. Nhưng mất thời gian quá nhiều, 24 tiếng đồng hồ mà không dành được 4 tiếng đồng hồ cái lẻ trong một ngày để mà tích lũy công đức, thì làm gì quý vị có công đức? Quý vị suy nghĩ lại đi. Riêng bản thân chúng tôi năm nay 41 tuổi tu hành, mà hàng ngày phải chắc mót từng chút công đức. Bây giờ chúng tôi thấy đây là cái gốc nuôi những cụ già mà nghèo khổ. Vừa rồi có một bà cụ lên mà đi xin ăn, không có chứng minh nhân dân. Chúng tôi kêu phải về làm chứng minh nhân dân, chúng tôi nhận. Không phải chúng tôi hôm nay kêu là đi mười mấy nước trên thế giới giảng, ngồi lên trên một cái pháp tòa như Đại Tùng Lâm 40-50 ngàn người mà không cần biết đến những cụ già nghèo khổ. Không phải đâu.
phải biết đến những chuyện phước nhỏ nhất. Đừng có nghĩ cái phước nhỏ nhất mà không làm, mà chê cái phước nhỏ nhất. Nhờ cái phước nhỏ nhất đó mà nó trở thành một cái phước lớn. Một giọt nước nhỏ vô trong cái lu lâu ngày nó sẽ đầy cái lu nước. Một điều phước nhỏ cứ làm đi, làm nhiều điều phước nhỏ thì nó sẽ gì? Nó sẽ thành một cái phước lớn. Nhớ chỗ này không? Đêm hôm chúng tôi làm từng cái đĩa, như hôm nay nè, nói chuyện rồi nè, rồi làm một cái đĩa ngày đêm á, khuya cắt sáng từng lời á, rồi bắt đầu lấy tiền của mình đem về mua đĩa. Mua đĩa xong bắt đầu nhán nhãn ra, bắt đầu bỏ trong bọc đem tặng cho mọi người. Tức là mình làm từng chút cái phước đó, cái công đức đó, thì tự nhiên gia đình của mình nó sẽ gì? Rạng rỡ tông môn. Muốn cho cái cây này nó có trái thì phải lo bón phân tưới nước, dung trồng cho nó, thì thiên thác khắc nó ra trái thôi. Ngồi cứ nhìn biết trời cây sao mà nó không có ra trái, lâu quá không ra trái. Nguyên do gì? Không bón phân tưới nước mà làm gì nó ra trái. Dẫu cho nó ra trái một mùa là coi như đứt, mất hết, cây nó khô héo nó chết. Cũng vậy, làm ăn cứ nghĩ là sao nó không có giàu có, tiền bạc đến với mình, công việc không trúng mánh, mình cứ việc lo những cái chuyện là phước báu mình làm sao không được, sao không được, và thấy người ta khác được là mình ganh tị, mà không hiểu cái nguyên nhân của nó được là do từ cái đức, là cái bộ rễ cha mẹ có đức con một sức mà ăn, phải không ạ? Đúng không ạ? Đó. Thực sự gia đình của Giác Nhàn là một gia đình thiếu phước, thiếu đức, không biết tu hành. Khi Giác Nhàn đi tu rồi, bắt đầu Giác Nhàn bắt đầu mới là làm những cái phước thiện đó, rồi cha cũng vô tu và ông cụ ra đi, cũng nằm trong phòng dưỡng sanh, Giác Nhàn đưa đi. Bà cụ bây giờ cũng ở tại khu chuyên tu, em thầy cũng tu, và thầy được một cái tài sản vô giá, đó là hơn 250 bà cụ và 150 chú, và một cái khung cảnh người ta tu trên đó là từ những cái phước thầy làm. Nếu mà hôm nay thầy ở ngoài đời không đi tu, có vợ có con, thì làm sao có hiếu với cha mẹ bằng bây giờ được. Riêng quý vị, cái nhân duyên quý vị ở ngoài đời thì quý vị Giác Nhàn không nói rồi, mà còn riêng nếu mà mình đi xuất gia, cho nên mình tích những cái phước đó nó mới làm được sự việc như vậy. Quý vị thấy không ? Cho nên chúng tôi khuyên quý vị đừng quên cái công đức tu hành, và đừng quên cái phước báu lợi tha. Nhờ cái phước báu lợi tha đó mà gì? Mình giàu có, của cải vật chất nó sẽ đến với mình, thân tướng của mình đẹp đẽ là do cái phước của mình làm lợi tha. Có nhiều Phật tử chúng tôi biết có thể hưởng thụ cho mình rất nhiều. Thật sự chúng tôi nói nha, hưởng thụ cho mình rất nhiều. Có thể mua một cái áo mấy triệu bạc, mua một cái nhẫn hột sòn, đeo đồ này nọ rất nhiều tiền. Nhưng mà kêu đi cúng dường ha, rút ra rút 200 ngàn, rút không nổi, nó dính dính phải xa nước miếng thiệt lâu, sợ nó kẹt trong đó, đúng không? Mà hưởng phước, mà hưởng tặng rồi thì đi ăn mày. Ở trên 30 thuộc có một cái gia đình giàu, tiệm vàng, nhà lầu xe hơi, giàu kích xù. Và chỉ trong một đời cha ăn mặn, con phải khát nước. Hiểu danh từ này không? Cha làm ác, không biết làm phước. Khi ổng đai, đai là ổng chết, đúng không? Lâu lâu dùng danh từ nó xã hội hóa một chút nghe. Khi ổng mất rồi, con cái làm sao? Bán vé số. Mà người ta không thèm mua nữa chứ. Người ta kêu hồi trước giàu có quá, chảnh. Bữa nay cho biết mặt luôn. Không phải ông trời bạc đãi đâu quý vị. Không phải người nào bạc đãi mình đâu. Chính mình bạc đãi mình. Mình bạc đãi mình. Chính mình hại mình. Đừng có than trời trách đất. Một cái mảnh vườn, nếu quý vị trồng cây cam thì quý vị hưởng cây cam nó ngọt, đúng không? Cái mảnh đất đó, nếu quý vị trồng cây cam thì cây cam nó sẽ lên quý vị, nó lên để quý vị ăn. Một cái mảnh đất, nếu quý vị trồng cây ổi thì nó lên cây ổi cho quý vị ăn. Nếu quý vị trồng cây chanh thì quý vị ăn cây chanh. Còn quý vị trồng cây ớt thì quý vị ăn cây ớt. Trong mảnh đất đó, mình là chủ mảnh đất, thì mình trồng cái gì mình sẽ ăn cái đó. Hiểu chỗ nào? Mảnh đất đó ví dụ cho là đất tâm, là tâm địa trong danh từ nhà Phật nè. Giờ nghe giáo lý hơi sâu chút nè. Tâm địa, địa là đất, tâm đó là mảnh đất tâm. Gieo trồng hạt giống ác, ganh tị, ích
kỹ, bổn sẻn, keo rít. Nghe rõ nha. Nó sẽ ra cái trái cho mình hưởng, cái quả cho mình hưởng. Ganh tị, ích kỷ, người khác sẽ đến với mình và cái quả đó sẽ đến với mình. Gieo trong mảnh tâm là không biết ăn chay, ăn thịt chúng sanh, sát sanh, thì thọ mạng trên mảnh tâm đó nó hiện ra cái tướng là thọ mạng sẽ bắt đầu giảm lần, bệnh hoạn đến với mình. Có một anh chàng mà hồi sáng anh chở chúng tôi xuống đây, mà hôm qua chúng tôi ăn vị Phật á, gia đình cũng khá giả dữ lắm á, buôn cây đồ ở bên Ban Mê Thuộc làm lớn lắm. Mà lúc trước chưa gặp chúng tôi là cứ vài ngày là ngay cái cửa rừng nó bán thú á, là kêu bắt con gì là mấy đứa nó bắt con đó mang về ăn. Con nhím, con beo, con trồn, con rắn, ông kêu ông bắt con rắn to như vậy mà dài như vậy là tổng cộng nó là 10 kg, rút cái ruột từ trên miệng nó xuống liên cái bộ đồ lòng nó không 3,5 kg. Mà cái thằng nó bắt cho ông ăn, bây giờ ông khoái ăn con rắn hổ mang đó. Thì cái thằng mà bắt đó, cái anh chàng mà bắt đó, hai vợ chồng nó 10 ngày nó ngủ không được. Bởi vì hai con đực con cái, mà giờ bắt con đực rồi con cái sợ nó tới nó mổ nó báo thù. Rắn nó báo thù á, ngủ không được. Và ông ăn những con độc địa không. Sau khi gặp giác nhàn xong, ông kêu bữa nay con không dám ăn nữa. Nghe cái miệng thầy nói con ớn cháo quá rồi. Thầy biết không, ếch, ốc, ếch, cốc bắt về bao. Mà con ếch đặc biệt khi chặt cái đầu nó ra là chắp tay lại vậy nè. Các thấy không, các thấy không? Và làm thịt của nó một mấy ký như vậy, bắt đầu đặt vô nấu cháo ăn. Và hỏi ngon không? Nó kêu ngọt lắm. Nó kêu ngọt đi. Mình nói trong bụng ngọt đi, vài bữa là sẽ biết chứ. Nó báo thù. Bởi vì tất cả chúng sanh đó là sao? Nó có Phật tánh, nó có oan nghiệp, oan trái, nó sẽ báo thù mình. Đó là chúng tôi nói về cái vấn đề sát sanh. Bây giờ nghe chiếc chỗ này quan trọng nè. Nếu mà mình có được hạo tướng đẹp đẽ, không bệnh hoạn, thọ mạng kéo dài, nhưng mà ngu dốt, có xài được không? Vứt. Làm gì cũng thua lỗ, làm gì cũng thất bại, đi ngoài đường ai cũng ghét, đi đâu cũng nhổ nước miếng vào mặt á, kêu thằng cha ngu quá, ngu như con bò đồ nón á. Có xài được không? Vứt. Bây giờ muốn sao khôn? Muốn khôn là người đó phải có tri thức, phải có trí tuệ. Mà người đó muốn có trí tuệ thì phải giữ tâm thanh tịnh. Mà muốn có giữ tâm thanh tịnh thì phải tụng kinh. Kinh gì? Vô lượng thọ. Phải không à? Còn người ta tu theo mật tông á, mình tu tịnh độ thì tụng vô lượng thọ. Còn họ tu mật tông họ tụng kinh Đà Ra Ni. Họ tu Pháp Hoa họ tụng kinh Pháp Hoa. Họ có tu Lăng Nghiêm họ tụng kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Mình tụng vô lượng thọ vì sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ có nói về cảnh giới Cực Lạc, có nói về 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Thì mình tụng cái kinh này để mình về cảnh giới đó là nó phù hợp, nó logic, nó cùng phe, nó cùng rơ với nhau. Nhớ không ạ? Ví dụ gì mà đi bác sĩ mà đi vô hỏi phân bón gì đó. Nó không có vô cân giáp nào hết trơn á. Có nghĩa là bác sĩ ơi, bữa nay phân bón nhiêu ký, ông làm gì biết. Bây giờ ông làm bác sĩ mà, cái nghĩa nó không vô phe nào hết trơn, không vô con giáp nào hết đó. Bác sĩ phải hỏi bệnh nào, bệnh gì, ông sẽ chữa cho mình. Ý thầy nó muốn nói là gì quý vị hiểu không? Mình tu pháp môn nào mình phải theo cái kinh đó. Thí dụ như tu pháp môn tịnh độ thì phải kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, vân vân. Là mình đi cùng với cái phe đó thì nó phù hợp. Chứ mình đang nghiên cứu bác sĩ mà đi ra lấy cái gì tài liệu nghiên cứu về lâm sản, lâm nghiệp đồ gì quý vị nghiên cứu cái ra bác sĩ không? Hồng ra. Thấy giờ hiểu chỗ này không? Mình tu thiền mà mình đi nghiên cứu bên mật tông thì đâu phải là thiền, có nghĩa là phép môn nào mình theo môn đó. Vì vậy hôm nay mình tu tịnh độ thì mình phải nghiên cứu cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà, đúng không ạ? Cho nên cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này á, 5 năm này chúng tôi đi giảng bất cứ đạo tràng nào, chúng tôi cũng cũng khuyến khích người ta tụng. Rất là màu nhiệm. Và thêm cái gì nữa quý vị? Và mình không những mình tụng rồi, mình đem cái cuốn kinh này cho người ta tụng, mà người thứ nhất tụng, rồi người thứ hai truyền cho người thứ hai, người thứ hai truyền cho người thứ ba, người thứ ba truyền cho người thứ 50, thì mình được 50 phần công đức. Dễ sợ không? Quá cỡ ha. Cái đó gọi là công đức lợi tha. Còn bản thân mình gọi là công đức tự lợi. Hiểu không? Mà hai cái phần tự lợi lợi tha này mình phải làm đủ. Cho nên mình kêu ồ kinh này hay lắm, thôi đi tụng đi,
mà mình không tụng gì hết trơn, mình chỉ có cái công đức lợi tha thôi, còn tự lợi cho mình phiền não vẫn bị. Thấy chưa? Đó. Và cái công đức tụng kinh vô lượng thọ, cái công đức niệm Phật, và đem cái công đức niệm Phật, cái công đức tụng kinh vô lượng thọ giới thiệu cho người khác, thì trí tuệ của mình sáng suốt. Trong 14 điều răn Phật dạy rằng chỉ có trí tuệ sáng suốt và thọ mạng, và người đó không có chết yểu á, tức là sức khỏe và thọ mạng kéo dài, và trí tuệ sáng suốt là tài sản lớn nhất, đúng không ạ? Có câu 14 điều răn của Phật dạy không ạ? Có Hòa Thượng Kim Cân Tử có viết 14 điều răn treo, quý vị có thấy không? 14 điều răn đó cổ Phật nói trí tuệ và sức khỏe, sức khỏe tức là không bệnh hoạn và thọ mạng kéo dài, đó là tài sản quý nhất. Nếu quý vị bây giờ có tài sản của cải vật chất kích xù luôn, tỷ phú luôn đi, mà nằm trong đống vàng rên chịu nổi không? Nghe chó sủa một cái nữa là tưởng ăn cướp vô, càng mới chó sủa không có ai lấy vàng. Bạn bè vô thăm nghe chó sủa thì chết con ơi, cướp nó vô. Bây giờ sợ mất á, cái tâm tham, máu tham nó nổi lên á, sợ mất á, cho nên sao? Khổ trong đống vàng, gọi là khổ trong khổ, gọi là khổ khổ. Còn sao? Chúng tôi chung với mấy bà già cứ ở trên núi trên đó ha, khỏe. Nghèo cũng khỏe, nghèo cũng an lạc, mà biết tu rồi thì giàu cũng an lạc, phải không ạ? Lấy cái vàng đó, lấy của cải đó làm gì? Đem bố thí cúng dường giúp người nghèo càng giàu hơn nữa. Giống như cái giếng mà mình càng cho người ta múc nước mạch chừng nào nó sẽ ra nước mạch chừng đó, càng cho người ta múc nước chừng nào á thì cái giếng mình nó ra mạch mới, uống ngon ngọt, phải không ạ? Còn đại lạng mình uống thì nó thúi hình á. Đúng không? Khoa học không? Khoa học. Này, cái phước báu nó như rứa đó. Nha. Đó, còn trí tuệ của mình cũng vậy. Mình học hiểu, mình biết ồ cái bộ kinh vô lượng thọ này hay quá, thôi mình tụng thôi, chả cho anh nào tụng hết trơn. Đó là cô trí, trí tuệ đó là nó cô động, nó không có phát triển được. Và nếu mà mình thấy nó hay quá rồi, cái đĩa này giảng hay quá rồi, thôi đem đi bán để mình lấy tiền bỏ vô, thì nó được cái tiền cho mình. Nhưng mà cái gì quý vị? Nhưng mà cái công đức không có. Bởi vì 10 công đức ấn tống băng kinh tượng Phật, chứ không có nói 10 công đức bán kinh tượng Phật, đúng không? Cho nên hôm nay cho miễn phí. Ô, tiếng rưỡi đồng hồ rồi quý vị. Nhanh quá vậy. À, thưa quý vị, trong buổi giảng hôm nay, trong một tiếng rưỡi đồng hồ, giáo ngàn hết sức là hoan hỷ, rất là tán thán cái công đức của gia đình cô Phật tử Kim Sinh Phước, nhân cái ngày giỗ hí kỵ của cụ ông Phước Thiện, mà con cái biết in kinh, ấn tống băng đĩa kinh sách tượng Phật, và đồng thời cung thỉnh chư tăng về để mà thuyết pháp. Đó là một việc làm hết sức ý nghĩa và đầy đủ cái phước duyên cho ông, để ông hưởng thụ những cái công đức này khi ông về những cảnh giới an lành rồi. Tuy rằng ông cụ Phước Pháp Thiện này về cảnh giới trời, ví dụ về cảnh giới trời rồi vẫn hưởng được cái công đức này. Đó, quý vị nên nhớ vậy. Thì hôm nay giáng nhàn đến đây thấy cái hoàn cảnh hết sức là hoan hỷ. Mọi người, dầu cho công nhân cũng như tất cả mọi người, mọi tầng lớp vô đây lắng nghe những điều của giác nhàn nói, giác nhàn thấy rất là khó giảng, bởi vì rất nhiều tầng lớp trong này. Tuy nhiên giác nhàn giảng điều này chắc là quý vị cũng sẽ hiểu và nắm rất rõ vấn đề. Vâng, thì giác nhàn cũng sẽ làm cái đĩa này ra để tặng lại, để cho quý vị nghe nhiều lần chúng ta mới nhớ, để chúng ta làm được ha. Thôi, giác nhàn cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm về ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, và một đời này nguyện khi bỏ báo thân này về Tây Phương Cực Lạc. Và thưa quý vị, chiều hôm nay giác nhàn đi xuống Đại Tùng Lâm để tối ngày mai giảng ở chùa Đại Tùng Lâm về 12 lời nguyện, phần 4 cái lời nguyện sau cùng. Và sáng ngày mốt 3 giờ khuya lạy 500 lạy đến 6 giờ sáng là xong. Nếu trong này ai sắp xếp đi được thì chúng ta sắp xếp thời gian ngày mai xuống Đại Tùng Lâm tiếp tục gặp giác nhàn giảng một buổi giảng nữa. Và có vợ chồng Châu Thanh cũng hát cái bài hát giọng cổ về Quan Âm Nhiệm Màu cũng rất hay. Chúng tôi chuẩn bị cái lễ này rất là đặc sắc. Nếu quý vị sắp xếp đi được thì chúng ta đi ha. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ này buổi lễ nghe pháp thoại do Đại Đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng đã hoàn mãn. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm niệm công đức của quý tăng ni cùng quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đã đến dự và niệm Phật cầu an cho gia đình. Gia đình thành tâm tri ân và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cầu nguyện cho thân phụ chúng tôi được về miền lạc cảnh. Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ chắc chắn còn rất nhiều sơ sót, kính mong quý tăng ni Phật tử niệm tình thông cảm bỏ qua cho gia đình cùng ban tổ chức được ân triêm công đức. Gia đình cũng xin trân trọng cảm ơn quý tăng ni Phật tử, bộ phận MC, ban nghi lễ, ban trật tự bảo vệ công ty cùng với ban phục vụ ăn uống thức ăn, cùng với các anh chị em cô bác công nhân của công ty đã vất vả cực khổ đồng lo cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha. Nguyện đem con đến